Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 5001. Thôi được rồi, tôi đi với anh ta một chuyến là được, nhưng như tôi đã nói, e là chuyện hôm nay khó mà yên ổn. Tiêu Chính Văn cười mỉa, sau đó đứng lên đi ra ngoài điện. Ngoài điện Xâm La, người gào ngựa hú, trống chiến vang lên dữ dội, các âm binh cầm đao kiếm chỉ về phía bảo điện Xâm La, chỉ đợi lệnh là chúng lập tức xông vào bảo điện Xâm La bắt người. Sắc mặt mấy người Tân Quảng Vương cũng trở nên khó coi, đi theo Tiêu Chính Văn ra ngoài bảo điện Xâm La. Còn không tránh đường. Sở Giang Vương tức giận quát, đám âm binh bao vây bảo điện Xâm La vội vàng tránh ra chừa một con đường. Mấy người Tiêu Chính Văn được Sở Giang Vương dẫn đi đến một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi là một mặt trăng đẫm máu đỏ, dưới chân núi là dòng sông máu chảy. Xung quanh đều cảm nhận được sát khí, nơi này là núi Thiết Phi trong truyền thuyết. Trên đỉnh núi Thiết Phi, một đại điện âm u ảm đạm đứng sừng sững ở đó, trên đại điện là các thủ lĩnh của năm bộ âm tư như Thưởng Thiện, Phạt Tội Ác, Giám Ngục, Hành Binh, Phạt Tội đều ngồi trên bảo tọa. Quả nhiên năm bộ âm tư đã đến đầy đủ, mà sắc mặt năm người hiện lên vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Phán quan mặt đen ngước mắt lên nhìn vị trí chính giữa, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, lạnh lùng nhìn mọi người bên dưới. Không đợi mấy người Sở Giang Vương lên tiếng, người đàn ông trung niên đã lạnh lùng chất vấn, các ông to gan thật, lại dám hợp sức với người vùng ngoài lãnh thổ phá hỏng kế hoạch của âm phủ. Ông ta vừa dứt lời, cả đại điện lập tức tràn ngập sát khí. Âm binh, quỷ tướng hai bên đều cầm chuôi kiếm bước đến trước một bước. Đế quân xem xét, cậu Tiêu không phải là người vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa hôm nay vừa hợp sức với bọn tôi trả thù cho hắc quỷ, thế nên cậu ấy không phải là người ngoài mà là bạn của âm phủ mới đúng. Phán quan mặt đen không để mấy người Sở Giang Vương nổi giận bèn vội bước đến trước giải vây. Đại tướng Dạ Xoa bước đến trước nói giúp cho phán quan mặt đen, đúng thế, hôm trước tôi bị sỉ nhục ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không có cậu Tiêu giúp đỡ thì có thể trả được thù sao? Hừi, người đàn ông trung niên ngồi chính giữa hừ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Sở Giang Vương và Tân Quảng Vương nói, chắc hai người biết rõ quy tắc của âm phủ nhỉ. Người bên dưới không biết quy tắc còn có thể hiểu được, nhưng hai vị Diêm Vương có thể không biết mức độ sao? Mức độ, không biết mức độ mà U Minh Đế Quân nói là chỉ cái gì? Hắc Dạ Xoa bị tay sai của chư thiên thần giới đánh bị thương. Lẽ nào bọn tôi còn không thể báo thù sao? Sở Giang Vương sầm mặt đáp lại. Trên đường đi, ông ta đã nghẹn một bụng tức không có chỗ chút giận. U Minh Đế Quân trên danh nghĩa là đế quân nhưng thập điện Diêm Vương chỉ là quan hệ bình đẳng với họ. Sở Giang Vương sẽ nể mặt được sao? Vẻ mặt U Minh Đế Quân hơi thay đổi. Sau đó nở nụ cười nói, anh Sở Vương nói gì thế? Người âm phủ chúng ta sao có thể để người khác ức hiếp được? Ai động vào người âm phủ thì phải trả giá. Đây là quy tắc bất biến từ xưa, dù là thân vương đế tuấn năm đó cũng không ngoại lệ. Chương 5002, người đâu, đem ghế lên cho hai vị này. U Minh Đế Quân nói, không lâu sau có hai âm binh đem hai cái ghế đến, sau đó làm động tác mời với Sở Giang Vương và Tân Quảng Vương. Sở Giang Vương và Tân Quảng Vương cùng nhíu mày nói, đế quân có ý gì? Lẽ nào chỉ có hai người bọn tôi được ngồi? U Minh Đế Quân nheo mắt nhìn mấy người đại tướng Dạ Xoa, mỉm cười nói, được, nếu hai vị đã nói thế thì dĩ nhiên tôi không thể không nể mặt, người đâu. Sau đó vài âm binh lại đem mấy cái ghế nữa lên, lần lượt đặt bên cạnh Tiêu Chính Văn và mấy người đại tướng Dạ Xoa. Mấy người đại tướng Dạ Xoa cũng không khách sáo ngồi xuống. Chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn lạnh lùng đứng đó, không ngồi. Cậu Tiêu, mời ngồi. Một thủ lĩnh âm tư trong đó khách sáo làm động tác mời với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu. Đúng lúc này một người đàn ông mặc đồ trăng lên tiếng, hôm nay nể mặt Sở Giang Vương và Tân Quảng Vương, dĩ nhiên bọn tôi sẽ không làm gì cậu. Nhưng cậu Tiêu cũng từng nói cậu vừa không phải người âm phủ, cũng không phải người vùng ngoài lãnh thổ, nếu đã đến âm phủ thì tại sao không chào bọn tôi một tiếng? Lẽ nào giới thế tục các cậu đều làm việc như thế sao? Người nói là thủ lĩnh âm tư bộ phạt tội, thiên sát. Theo nói bộ phận của ông ta có trách nhiệm xem xét thẩm tra âm phủ, là một người cực kỳ có thực quyền ở cả âm tư, hơn nữa thực lực của người này chỉ đứng sau U Minh Đế Quân, không khác Tần Quảng Vương mấy. Chính vì thế, lời nói của thiên sát rất có trọng lượng ở các bộ âm tư. Ông ta vừa dứt lời, thủ lệnh bộ Thưởng Thiện vừa rồi đang thị uy với Tiêu Chính Văn Lạc Đan không khỏi nhíu mày.
Tiêu Chính Văn cười mỉa nói, ồ, vậy ý của ông thì tôi nên làm thế nào? Thấy vẻ mặt của Tiêu Chính Văn không tốt, phán quan mặt đen vội đứng lên nói, anh Thiên Sát, cần gì phải khiến mọi chuyện trở nên gay gâu? Cậu Tiêu từ xa đến là khách, đây chẳng phải là đạo lý tiếp khách của âm phủ chúng ta sao? Hừ, ông là cái thá gì? Dám nói bậy bạ trước mặt tôi. Thiên Sát nổi giận, đập vào tay vịn ghế, đứng phát dậy. Anh Thiên Sát, đừng nên nổi giận trước mặt Sở Giang Vương và Tân Quảng Vương, tránh làm tổn hại đến sự hòa thuận của mọi người. Lạc Đan vội đứng lên kéo Thiên Sát lại. Mặc dù phán quan mặt đen cũng có địa vị nhất định trong âm phủ nhưng so với Thiên Sát, ông ta vẫn kém không chỉ một cấp bậc. Chương 5003 nói chính xác hơn, người ở đây có tư cách nói chuyện với Thiên Sát cũng chỉ có Tân Quảng Vương và Sở Giang Vương. Ngay cả đại tướng Dạ Xoa cũng không có tư cách nói chen vào. Thiên Sát, rốt cuộc ông định xử lý chuyện này thế nào? Tân Quảng Vương sầm mặt lạnh lùng nói. Thấy Tân Quảng Vương lên tiếng, Thiên Sát cười mỉa nói thì cũng đơn giản thôi, Tiêu Chính Văn mấy lần vào âm phủ, trước kia còn từng giết người ở âm phủ. Như đế quân đã nói, âm phủ trước giờ chưa từng chịu thiệt, ai đánh người của mình thì phải đánh trả lại. Dĩ nhiên hôm nay cậu Tiêu giúp các vị là thật, nhưng chuyện gì cũng nên có lễ nghỉ chứ. Dù âm phủ tôi có thể không so đo chuyện cũ nhưng Tiêu Chính Văn cũng nên đền tội với bọn tôi chứ. Thiên Sát nói thế không chỉ nói cho Tân Quảng Vương nghe mà còn nói cho Tiêu Chính Văn nghe. Trước kia Tiêu Chính Văn giết con gái của Tả Bạch Đào là Tả Phượng Kiều, mà Tả Phượng Kiều lại là con dâu chưa bước vào cửa nhà của Thiên Sát. Nếu không phải Tiêu Chính Văn giết Tả Phượng Kiều thì lúc này Tả Phượng Kiều đã gả vào bộ phạt tội làm Thái Tử Phi rồi. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn giết con dâu của ông ta, sao ông ta có thể tỏ ra thân thiện với Tiêu Chính Văn được? U Minh Đế Quân ngồi trên bảo tọa nở nụ cười ẩn ý nhìn cảnh tượng trước mặt. Những gì Thiên Sát làm đều là do ông ta mớm lời, mục đích không gì khác là ra oai với Tiêu Chính Văn. Đường đường là U Minh Đế Quân, dĩ nhiên biết rõ mọi chuyện trước kia của Tiêu Chính Văn, nhưng càng như thế ông ta càng phải làm cho Tiêu Chính Văn quỳ phục dưới chân mình. Chỉ cần Tiêu Chính Văn khuất phục thì sau này ông ta có thể bóp nắm Tiêu Chính Văn trong bàn tay, thậm chí có thể lợi dụng Tiêu Chính Văn. Người như thế có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho ông ta. Nhất là Tiêu Chính Văn còn 3 quả tim rồng hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được tim Hắc Long và nửa quả tim Bạch Long nữa thì bí mật di tích Long tộc chẳng phải thuộc về ông ta sao? Sao vậy? Không chịu à? Dù là năm bộ đại đế bên cạnh đế tuấn năm đó giết nhầm một thằng nhóc ở âm phủ cũng phải đích thân đến âm phủ đền tội chứ đừng nói là cậu. Hàm ý của Thiên Sát đang chỉ hồng nhân bên cạnh thần vương đế tuấn, đều phải nể mặt âm phủ, Tiêu Chính Văn cậu sao là ngoại lệ được. Ồ, hai người của thần vương đế tuấn cúi đầu chịu thua trước các ông thì chứng tỏ Tiêu Chính Văn tôi cũng phải ngoan ngoãn làm thế à? Tiêu Chính Văn cười nhạo hỏi. Nghe thế Thiên Sát ngửa mặt lên bật cười, Tiêu Chính Văn. Lẽ nào cậu cho rằng âm phủ bọn tôi cách biệt thế gian thì tin tức không thông sao? Cậu như nước với lửa với nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ, sau đó đắc tội với nước Tề, nước Ngụy, nước Triệu rồi lại xâm nhập vào vùng ngoài lãnh thổ vì chư thiên thần giới, trở mặt với nhà họ Trần, cuối cùng còn tính kế với người chư thiên thần giới. Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ cậu đã đi vào đường cùng rồi nhỉ? Nếu âm phủ tôi không chứa cậu, e là cậu thật sự sẽ trên trời không còn đường, vào đất cũng không có cửa. Thiên Sát vừa nói vừa híp mắt, cười gằn nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 5004 thật ra ẩn ý trong những lời này của Thiên Sát đã cực kỳ rõ ràng, nếu như Tiêu Chính Văn đã tới âm phủ lánh nạn, vậy phải dựa theo quy định mà bọn họ lập ra, nếu không thì ngay cả âm phủ cũng sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn. Tới lúc đó, nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng còn chỗ cho Tiêu Chính Văn nương thân nữa. Mặc dù những lời này của ông ta nói rất quá đáng, thế nhưng dù là Sở Giang Vương hay mấy người đại tướng Dạ Xoa cũng chẳng còn lời gì để nói. Dẫu sao âm phủ bây giờ cũng nằm dưới sự kiểm soát của âm tư, quy định mà bọn họ đặt ra, bất cứ ai cũng buộc phải tuân theo. Đế quân, nếu như ông đã hiểu về Tiêu Chính Văn như vậy thì chắc hẳn cũng hiểu rõ cậu Tiêu là đấng trượng phu thà chết cũng không chịu khuất phục, tuyệt đối sẽ không có chuyện cúi đầu khom lưng với bất kỳ ai. Hay là ông xem thế này có được không, chuyện khi trước coi như tôi thay cậu Tiêu xin lỗi nhận tội với các vị thủ lĩnh của âm tư. Phán quan mặt đen nói rồi đứng dậy chắp tay hành lễ với ngũ bộ âm tư.
Tôi cũng xin phép thay cậu Tiêu xin lỗi nhận tội với các vị âm tư đang ngồi ở đây, đại tướng Dạ Xoa cũng đứng dậy phụ họa. Cậu Tiêu, thật ra chuyện ngày hôm nay đều là cho trước đó chúng tôi suy xét chưa chu toàn, vẫn mong cậu thứ lỗi, Sở Giang Vương nói với vẻ mặt đầy hối lỗi. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, lạnh lùng nhìn về phía mấy người thiên sát rồi lên tiếng, trước đây tôi cho rằng người của vùng ngoài lãnh thổ đã đủ gan to bằng trời rồi. Thế nhưng thật không ngờ so với mấy người thì bọn họ vẫn còn quá thành thật. Chỉ dựa vào mấy người mà cũng dám bảo Tiêu Chính Văn tôi cúi đầu khuất phục ư. So với chư thiên thần giới, mấy người căn bản chẳng đáng là gì, vậy mà cũng dám tỏ ra ngông cuồng ở trước mặt Tiêu Chính Văn tôi. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này, thiên sát đã lập tức nổi điên, đứng bật dậy gầm lên, tiểu bối to gan, cậu muốn chết à? Vừa nói dứt lời, một màn xương đen đã lập tức dâng lên. Sao thế, muốn ra tay à? Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Đại tướng Dạ Xoa nói rồi tiến lên trước một bước, xiên thép trong tay chỉ thẳng về phía thiên sát. Phán quan mặt đen vung tay ra, bút phán quan lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Mọi người bình tĩnh đã, đều là người một phe, việc gì phải ra tay đánh lộn. Và lại, giữa chúng ta ai có thể làm gì được đối phương chứ? Mau bỏ binh khí xuống. Lạc Đan bên cạnh vội vàng đứng dậy khuyên giải, dẫu sao ai trong số họ cũng có cơ thể bất tử, cho dù thật sự ra tay thì căn bản cũng chẳng thể phân được thằng thua. Hơn nữa ra tay ở nơi này thì bên chịu thiệt chắc chắn là mấy người Tân Quảng Vương, tới lúc đó Thập Điện Diêm Vương nhất định sẽ vì chuyện này mà giấy lên binh đao với âm tư. Tới lúc đó, cả âm phủ không phải sẽ loạn thành một ngồi cháo sao. Thế nhưng so ra thì Tiêu Chính Văn không phải là người của âm phủ. Càng không có cơ thể bất tử do nương nương hậu thổ ban tặng, nếu như thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sẽ chết thật luôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 5005 Lạc Đan vừa mới nói dứt lời, một luồng khí vận đế vương khủng bố đột nhiên lan ra, khí tức của rồng hết sức bá đạo lập tức bao trùm khắp nghìn dặm. Gừ cùng với một tiếng rồng ngâm chấn động, một con rồng khổng lồ cứ thế xuất hiện. Chỉ một đòn đã đánh bay luôn thiên sát. Cậu muốn chết hả? Thiên sát không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại dám đánh lén mình. Tiêu Chính Văn vừa mới ra tay, đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen đã cùng xông lên trước. Cậu Tiêu là khách quý mà tôi mời tới, ai dám động tới cậu Tiêu thì chính là đối địch với cả gia tộc Dạ Xoa chúng tôi. Cho dù phải khuấy đảo cả âm phủ thì tôi cũng phải phân cao thấp với mấy người. Đại tướng Dạ Xoa vừa nói vừa cầm xiên thép. Đâm về phía thiên sát. Cùng lúc này, sau lưng U Minh đế quân đột nhiên xuất hiện một bức màn máu, ngay sau đó cả đại điện đều trở nên rúng động. Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí tức chết chóc khủng bố bao trùm khắp đại điện, một luồng gió lớn thổi tới, ép cho đại tướng Dạ Xoa phải lùi ra sau mấy trăm bước. Phán quan mặt đen cũng bị luồng gió lớn đó thổi cho bay ngược ra sau. Chuyện này, đại tướng Dạ Xoa hoàn toàn ngây rét bởi vì cỗ sức mạnh này căn bản không thuộc về U Minh đế quân. Xoạt, trong màn xương máu dần xuất hiện một thanh kiếm dài màu đỏ, khí tức âm sát nháy mắt đã bao trùm khắp đại điện. Thậm chí ngay cả mấy người đại tướng Dạ Xoa cũng không chống đỡ nổi khí tức âm sát này, hai người Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương cũng đồng loạt sững sờ. Kiếm U Minh càn khôn. Tần Quảng Vương vừa nhìn đã nhận ra ngay thanh kiếm dài màu máu đó là bảo vật của âm phủ. Lúc này, đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen cũng đang ngẩn ra. U Minh đế quân chậm rãi đứng dậy từ trên bảo tọa, giơ tay lên cầm lấy kiếm U Minh càn khôn, một luồng khí tức hết sức cường bạo cứ thể đổ ập xuống. Vô số huyết khí bao vây lấy U Minh đế quân, phạm vi của màn xương máu vẫn đang không ngừng mở rộng. Mà tất cả những người bị màn xương máu chạm tới đều lập tức bị nó cố định nguyên tại chỗ. Ngay cả mấy người đại tướng Dạ Xoa cũng chẳng thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta bước về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, cẩn thận với thanh kiếm U Minh càn khôn trong tay ông ta, phán quan mặt đen vội vàng nhắc nhở Tiêu Chính Văn. Thật ra cho dù ông ta không nói thì Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm dài màu máu này tuyệt đối không hề tâm thường, hơn nữa sức mạnh cầm cố này cũng rất mạnh. Giống như cả âm phủ đều buộc phải đứng yên theo sức mạnh ý chí của U Minh đế quân. Tôi nghe nói dù là ở vùng ngoài lãnh thổ hay là ở thế tục, cậu đều cực kỳ mạnh, còn hết lần này tới lần khác khiến cho người nhà họ Khổng mất hết thể diện, hôm nay tôi muốn lĩnh giáo một chút xem cậu có điểm gì hơn người.
Chương 5006 vừa nói dứt lời, U Minh Đế Quân đã vung kiếm chém ra, nhát kiếm này giống như muốn chém nứt cả U Minh, một luồng tử khí nồng đậm giáng xuống từ trên 9 tầng mây, ngay cả cây vạn tuế trên núi Thiết Vi cũng lập tức mất đi sức sống. Nhát kiếm này của ông ta quá đi thâm độc, ngay cả một tia khí tức cũng không lọt ra ngoài, có thể nói U Minh Đế Quân đã sử dụng sức mạnh tới cực hạn. Cộng thêm việc cảnh giới vốn có của ông ta đã rất cao, hơn nữa nơi này còn là ở âm phủ, thuộc vào sân nhà của U Minh Đế Quân, vậy nên uy lực của nhát kiếm này còn lớn hơn, uy thế cũng thêm phần hung dữ mạnh mẽ, cho dù xét từ góc độ nào thì Tiêu Chính Văn bây giờ đều không có cơ hội thăng. Gần như tất cả mọi người trên đại điện đều nín thở, hai người Tân Quảng Vương và Sở Giang Vương có lòng muốn tương trợ, thế nhưng lại bị màn xương máu cố định cơ thể, căn bản chẳng thể cử động. Tiêu Chính Văn chỉ bật cười lạnh lùng, một giây sau, một tia sáng sắc lạnh lóe lên, kiếm Tân Vương đã xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, một thân ảnh ngập tràn sát khí bá đạo cũng lập tức dung hòa với thân xác của Hạo Thiên. Đó chính là tàn hồn của Lý Thế Hải, chỉ trong nháy mắt, khí tức của Tiêu Chính Văn đã được nâng cao hơn vài bậc, thực lực đột phá lên thiên cảnh cấp 8. Từng luồng khí tức của cảnh giới chân tiên đổ ập tới, thế nhưng ngay sau đó, khí tức của Tiêu Chính Văn lại dâng cao tới một độ cao trước nay chưa từng có. Gần như chỉ trong nháy mắt, dù là khí tức hay cảnh giới thì Tiêu Chính Văn đều không hề yếu hơn U Minh Đế Quân. Cùng lúc này, kiếm Tân Vương xuất hiện giữa không trung, một luồng khí vận đế vương ngăn cản màn xương máu kia ra cả trăm bước bên ngoài, căn bản chẳng thể tiếp cận Tiêu Chính Văn. Khí vận đế vương và khí tức của rồng kết hợp lại chính là khắc tinh vốn có của khí tức âm sát này, gần như chỉ trong nháy mắt, khí tức âm sát đó đã bị khí tức của rồng gột rửa sạch sẽ. U Minh Đế Quân vẫn không dừng tay, nhát kiếm của ông ta ngược lại còn thêm mạnh mẽ hơn mấy phần. Xoạt, ánh kiếm lóe ra, lao tới nhanh như tia sét. Thế nhưng vào lúc thanh kiếm của ông ta chỉ còn cách Tiêu Chính Văn chưa đầy ba tấc thì đột nhiên dừng lại giữa không trung. Dù U Minh Đế Quân có thúc giục thế nào thì thanh kiếm đó cũng giống như bị ghim lại giữa khoảng không, căn bản chẳng thể di chuyển được. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Hai người Tân Quảng Vương và Sở Giang Vương càng kinh ngạc tới trợn mắt há mồm. Bởi vì bóng dáng ban nãy bọn họ đã quá quen thuộc, chính là thiên tử đại đường Lý Thế Hải khi xưa ổ Lý Thế Hải. U Minh Đế Quân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là nhân vương địa chủ thực thụ, là thiên tử đã dốc lòng lập nên một triều đại hưng thịnh. Vào khoảnh khắc ông ta đang ngẩn ra, khí vận đế vương mạnh mẽ cứ thế bộc phát ra, lập tức khiến cho kiếm khí của ông ta chấn động tới mức nát vụn. Không để cho U Minh Đế Quân hoàn hồn trở lại, một luồng kiếm khí chấn áp tất cả lao ra. Chương 5007 âm, khí tức đế vương cuồng bạo cộng thêm khí tức của rồng cứ thể lao thẳng vào người U Minh Đế Quân. Cả người U Minh Đế Quân bay ngược ra sau, thế nhưng không để cho cơ thể của ông ta kịp đáp đất, cơ thể của Tiêu Chính Văn đã di chuyển và xuất hiện ngay phía trước người ông ta. Vút, một cú đấm hết sức bá đạo giáng thẳng vào mặt. Bốp, cú đấm của Tiêu Chính Văn giáng xuống, cơ thể của U Minh Đế Quân lại văng ra xa, đụng vào trụ đá màu đen khổng lồ phía sau lưng và khiến cho nó trở nên nát vụn. Dù là U Minh Đế Quân thì cũng không chịu đựng nổi đả kích trầm trọng như vậy, vào khoảnh khắc ông ta rơi xuống đất, chỉ thấy khí huyết của U Minh Đế Quân cuồn cuộn, khí tức cả người đều không còn ổn định nữa. Chỉ với một chiêu mà U Minh Đế Quân đã bại trận. Thấy U Minh Đế Quân bại trận, Thiên Sát vô cùng kinh ngạc. Nhưng một giây sau, đồng tử của ông ta co lại, bởi vì Tiêu Chính Văn đã đến gần chỗ ông ta. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn phất thanh kiếm Tân Vương, trên thân kiếm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cùng lúc này, cả không gian khẽ lắc lư, uy lực đáng sợ của đế vương dường như có thể nghiền nát toàn bộ âm phủ trong một giây. Ánh mắt Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí, luồng sát khí đó khiến Thiên Sát rùng mình. Không chỉ có vậy. Vô số âm binh canh giữ bên ngoài đại điện cũng lần lượt nổ tung, hóa thành những làn xương đen kịt, rồi tan biến trong hư không. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Sát chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng sự việc đã đến nước này, không thể quay đầu được nữa, dù biết là không thể thăng nổi, nhưng ông ta cũng chỉ đành cản răng lao về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng sự kết hợp giữa khí vận đế vương và khí tức của rồng vốn là khắc tinh của người âm phủ, sao ông ta có thể phá được sát chiêu của Tiêu Chính Văn chứ? Đối mặt với đòn tấn công hết sức của Thiên Sát, Tiêu Chính Văn chỉ biết chế nhạo, chém một nhát kiếm. C, tia sáng lạnh lẽo lóe lên,
đầu của Thiên Sát cũng bay lên, một luồng hắc khí tỏa ra từ trong người ông ta. Bị chi cơ thể không đầu của Thiên Sát rơi xuống mặt đất, đầu lăn sang một bên. Lúc này, trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xác của Thiên Sát. Đó là một trong năm bộ âm tư, hơn nữa nơi đây còn là âm phủ, tất cả âm tư, thậm chí cả âm binh đều bất tử. Nhưng, Thiên Sát lại chết thật, hơn nữa xác của ông ta còn phân hủy nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một giây sau, lời chế nhạo của U Minh Đế Quân đã phá vỡ sự yên tĩnh. Chương 5008 Tiêu Chính Văn, cậu không giết nổi cậu tôi đâu, chỉ cần ở âm phủ, chúng tôi có thể thọ cùng trời đất, chỉ cần thượng quân hậu thổ vẫn còn sống thì chúng tôi vĩnh viễn không chết. Cho dù cậu giết cậu ta trăm nghìn lần thì đã sao? Tôi muốn xem thử cậu có thể kiên trì bao lâu. Đây chính là lý do vì sao U Minh Đế Quân không hề sợ hãi. Chỉ cần thượng quân hậu thổ chưa chết thì bọn họ sẽ trường thọ mãi mãi, cho dù bị giết bao nhiêu lần thì cũng sẽ sống lại trong thời gian ngắn. Sở Giang Vương chính là ví dụ điển hình. Ồ hai thật sao, vậy thì tôi muốn xem thử hắn sống lại bằng cách nào. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Hả, lời này của Tiêu Chính Văn khiến mọi người đều sững sờ, lẽ nào lần này Thiên Sát không thể sống lại sao? Chỉ có ánh mắt của Tân Quảng Vương và Sở Giang Vương trầm xuống, không thèm nhìn tới xác của Thiên Sát. Từ khi Thượng Quân Hậu Thổ xuất thế, bọn họ đã tiếp quản âm phủ hàng chục nghìn năm, cho nên U Minh Đế Quân càng hiểu rõ mặc dù bọn họ có thể hồi sinh, nhưng không phải ai cũng có khả năng chết đi sống lại. Trước đây, cho dù bị giết hay bị đánh tan thành xương máu thì có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là thi thể không hề thối rữa. Nhưng bây giờ thì sao? Xác của Thiên Sát đã lộ ra bộ xương trăng, điều này chứng tỏ hắn đã chết thật, không thể sống lại được nữa. Thời gian từng phút trôi qua, cho đến 5 phút sau, xác của Thiên Sát thối rữa thành một đống xương, xương cốt vẫn tiếp tục mục nát. Nhìn thấy cảnh này, những vị âm tư khác trên đại điện cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Trong lòng bọn họ, 5 phút ngắn ngủi này còn dài hơn cả 5 năm, nói cách khác, nếu Thiên Sát không thể sống lại, vậy thì thân xác bất tử của bọn họ chẳng phải cũng sẽ giống như Thiên Sát sao? Mãi cho đến mười mấy phút sau, xác của Thiên Sát đã biến thành một nhúm đất vàng, những sắc mặt của những âm tư khác tái xanh. Ngay cả đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen đều sững sờ. U Minh Đế Quân định ngồi xem kịch hay cũng bắt đầu choáng váng. Tình hình không ổn rồi. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Thông thường, sau một thời gian dài như vậy, Thiên Sát lẽ ra đã hồi sinh từ lâu rồi. Hát ọc ọc phán quan mặt đen nuốt nước bọt, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Tiêu Chính Văn chế nhạo, thế nào? Mạng của hắn hình như không kiên cường như ông nói nhỉ? Nhìn thấy Tiêu Chính Văn từng bước đi về phía mình, U Minh Đế Quân hơi hoảng loạn. Trước đây ông ta không hề sợ hãi là vì biết mình có thể sống trường sinh bất tử mãi mãi. Cho dù không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn thì ông ta cũng có thể tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Chương 5009 nhưng cái chết của Thiên Sát đã cho ông ta lời cảnh cáo, cũng có thể phải có điều kiện để hồi sinh, không phải bất kỳ tình huống nào cũng có thể hồi sinh. Tiêu Chính Văn, cậu dám giết âm tư? U Minh Đế Quân đã vô cùng hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy sợ cái chết cận kề như vậy. Chính bởi vì ông ta có thể trường sinh bất lão, không bao giờ chết nên khi đối mặt với cái chết, ông ta mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. U Minh Đế Quân không ngừng lùi vào góc đại điện, khi đụng phải bức tường phía sau, ông ta không khỏi rùng mình. Lúc này, ông ta nào còn bình tĩnh như trước nữa. Tiêu Chính Văn cười nhạo, sau đó quay đầu nhìn Ác Lai. Thấy Tiêu Chính Văn quay lại nhìn mình, Ác Lai vô cùng sợ hãi. Tôi từng nói rồi, chuyện này không dễ đâu, hơn nữa các người không thể gánh chịu nổi hậu quả. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, kiếm Tân Vương quét qua, một tia sáng lóe lên. Đầu của Ác Lai bay lên không trung, cho đến khi chết, trên mặt hắn vẫn đầy vẻ khó tin. Tiêu Chính Văn thu kiếm Tần Vương lại, bước đến gần U Minh Đế Quân, giễu cợt bảo tôi cúi đầu trước ông ư. Ông xứng sao, vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã tát mạnh vào mặt U Minh Đế Quân. Gái tát này khiến một bên má của U Minh Đế Quân lõm xuống, cả khuôn mặt không còn chút uy nghiêm nào nữa. U Minh Đế Quân lúc này ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Bị tát trước mặt mọi người cũng không dám phản ứng lại.
Bởi vì ông ta biết rõ Tiêu Chính Văn không chỉ có thể đánh bại ông ta, mà còn có thể kết liễu mạng sống của ông ta. Mặc dù ông ta không biết tại sao Âm Tư bị Tiêu Chính Văn chém đầu lại không thể sống lại được nữa, nhưng vì bảo tồn tính mạng, ông ta thà từ bỏ tất cả, kể cả sự tôn nghiêm. Cậu Tiêu, cậu bình tĩnh trước đã, có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện. Lạc Đan vội vàng đứng dậy khuyên can. Cút, Tiêu Chính Văn tức giận quát, Lạc Đan sợ hãi ngồi về chỗ cũ, không dám thở thành tiếng. Tiêu Chính Văn, tôi không tin cậu dám giết tôi. Thượng quân hậu thổ chắc chắn sẽ không để cậu làm càn như vậy. U Minh đế quân vừa dứt lời, đã bị Tiêu Chính Văn đát mạnh ngã xuống đất. Bản thân không có thực lực nên phải tìm người chống đỡ à? Ông coi đây là trò trẻ con đánh nhau sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn nâng kiếm lên, chém xuống, đầu của U Minh đế quân lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó, một tia sáng lóe lên trên bầu trời, toàn bộ âm phủ khẽ rung chuyển. Dù sao đây cũng là người đứng đầu năm bộ âm tư, khi ông ta chết đi, cả âm phủ đều có thể cảm nhận rõ ràng. Chương 5010 lúc này, ba vị âm tư còn lại sợ tới mức ra đầu tê dần, Tiêu Chính Văn thật sự đã giết chết U Minh đế quân. Ngay cả thập điện Diêm Vương cũng không dám làm chuyện quá đáng như vậy. Dù sao âm phủ đều là do thượng quân hậu thổ tự tay tạo thành, giết người đứng đầu âm tư đồng nghĩa với việc thách thức thượng quân hậu thổ. Nhưng Tiêu Chính Văn thật sự đã giết U Minh đế quân. Cả Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương đều sững sờ, nghiêm túc mà nói, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì bọn họ cũng đừng hòng hồi sinh. Chứng kiến U Minh đế quân hóa thành một nhúm đất, hồn bay phách tán, biến mất vĩnh viễn, đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen cũng vô cùng sợ hãi. Thần thoại về sự bất tử của âm tư âm phủ và thập điện Diêm Vương đã hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng. Mọi người lần lượt đứng lên, chắp tay cúi đầu nói, kính chào đại đế, chỉ cần có thể khống chế sự sống chết của bọn họ thì không khác gì đại đế âm phủ, giống như thượng quân hậu thổ, bọn họ nào dám thất lễ hai lúc này, tất cả mọi người trong thập điện Diêm Vương và các thế lực âm phủ chỉ có thể nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn để sống. Các vị khách khí rồi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, phất tay với mọi người. Chẳng mấy chốc. Tin tức Tiêu Chính Văn giết chết U Minh đế quân và thiên sát đã lan truyền ra khắp âm phủ. Tin tức này vừa mới truyền ra, cả âm phủ đều trở nên chấn động. Thập điện Diêm Vương đã lâu không xuất hiện đồng loạt ra mặt, chắp tay vái lạy về phía Tiêu Chính Văn. Chúng thần cung kính hoan nghênh đại đế, giọng nói của thập điện Diêm Vương vang vọng khắp âm phủ. Đại đế, khoảnh khắc này, tất cả mọi thế lực bên trong âm phủ đều đồng loạt biến sắc. U Minh Đại Đế đã cả chục nghìn năm không xuất hiện rồi, lẽ nào U Minh Đại Đế kiểm soát việc sống chết của tất cả mọi người lại hiện thân rồi sao? Lúc này, mấy người, Suda và Hisanaen cũng đồng loạt mặt mày biến sắc. Đặc biệt là nhà họ Diệp ở Phương Bách, lúc này Diệp Phàm cũng kinh hãi. Lẽ nào U Minh Đại Đế đó lại tới âm phủ rồi? Hoặc là vị đó của nhà họ Hiên Viên ra mặt rồi? Sau Hoàng Đế Hiên Viên? Nhà họ Hiên Viên cũng từng xuất hiện một nhân vật kinh thế, chỉ có điều ông ta không nổi danh ở thế tục mà là ở âm phủ. Từng được người dân âm phủ tôn làm U Minh Đại Đế thế nhưng rõ ràng không có khả năng là vị đó của nhà họ Hiên Viên, nếu không thì nhà họ Hiên Viên sẽ đứng ra lên tiếng đầu tiên. Ngoại trừ người này ra thì còn có thể là ai? Cùng lúc này, ở Bảo Điện Sâm La, một giọng nói vô cùng hồn hậu truyền tới. Luân chuyển vương cung kính chào đón đại đế. Khi giọng nói của luân chuyển vương truyền ra, cả âm phủ đều chìm trong tĩnh lặng. Chương 5011 luân chuyển vương là người có thực lực và địa vị cao nhất trong số thập điện Diêm Vương, ngay cả ông ta cũng đứng ra lên tiếng, điều này đã chứng minh tính xác thực của thông tin. Lúc Tiêu Chính Văn giết thiên sát căn bản không ai bận tâm, dẫu sao thiên sát cũng chỉ là một bộ trong số 5 bộ của âm tư. Mà U Minh đế quân bị giết lại là muốn việc lớn đủ để chấn động cả âm phủ. Dẫu sao cả chục nghìn năm trở lại đây vẫn luôn do ông ta cai quản năm bộ âm tư, cả âm phủ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta, người như vậy mà chết thì có muốn giấu cũng không giấu nổi. Huống hồ còn có hiện tượng thời tiết khủng bố như vậy cũng đồng thời xuất hiện. Thập điện Diêm Vương đều là những nhân vật đã trải qua mấy chục nghìn năm, vị kia của nhà họ Hiên Viên năm đó cũng xuất thế với phong thái giống như vậy. Bây giờ, cho dù người giết U Minh đế quân là ai thì đương nhiên đều sẽ thay thế cho địa vị vị kia của nhà họ Hiên Viên, trở thành đại đế đỉnh cao của âm phủ. Mà hiện giờ,
thượng quân hậu thổ đã bế quan cả chục nghìn năm không xuất hiện, cả âm phủ giống như rồng mất đầu, càng không ai dám tự xưng đại đế, sự xuất hiện ngang tàn của Tiêu Chính Văn cũng khiến cho cả âm phủ nhìn thấy được một tia hy vọng. Có thể nhận được sự thừa nhận của thập điện Diêm Vương, điều đó cũng đại diện cho việc Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn thu phục được cả âm phủ. Còn về năm bộ âm tư, lúc này bọn họ nào còn có gan dám đối địch với Tiêu Chính Văn nữa. U Minh Đế Quân và Thiên Sát quả thực là một thành viên trong số 5 người bọn họ, cũng là thủ lĩnh của các bộ âm tư, thế nhưng cho dù lúc còn sống bạn có công trạng lớn cỡ nào, lại có bao nhiêu mối quan hệ với những người khác, chỉ cần bạn chết thì tất cả đều sẽ quay về con số 0. Nếu không thì cũng sẽ không có câu người đi chà nguội. Bây giờ, ngay cả bên phía âm tư cũng đã công nhận địa vị của Tiêu Chính Văn, cũng có thể nói từ giờ về sau, cả âm phủ đều sẽ hoàn toàn biến động. Cùng với sự xuất hiện liên tiếp của các hiện tượng kỳ lạ giữa đất trời, cả âm phủ đều di chuyển. Vô số âm binh đồng loạt tập trung về phía núi Thiết Phi, đoàn người đen kịt nhìn không thấy điểm cuối. Trong đoàn người, tu vi thấp nhất cũng có thực lực đế cảnh cấp 1, hơn nữa còn có vô số cao thủ thiên cảnh lẫn trong đám người. Người đi đầu chính là Tổng thống soái Phù Kiên của tất cả âm binh âm phủ. Thấy Phù Kiên đích thân tới, ngay cả Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương cũng không khỏi kinh hoàng. Ông ta đại diện cho quyền lực tối cao vô thượng của âm phủ, hơn nữa âm binh của cả âm phủ đều do một mình ông ta cai quản. Một khi chiến tranh nổ ra, vậy thì có khác gì Tiêu Chính Văn sẽ phải một thân một mình đối diện với cả âm phủ đâu cơ chứ? Lúc này, không khí của cả núi Thiết Phi đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Ngay cả trên mặt đại tướng Dạ Xoa cũng lộ ra vẻ kinh sợi, cho dù ông ta là tổng thủ lĩnh của vô số Dạ Xoa trong âm phủ. Thế nhưng đối diện với Phù Kiên, ông ta vẫn phải kinh sợ vài phần. Quan thống soái âm phủ Phù Kiên bái kiến đại đế vừa nói, Phù Kiên vừa quỳ một gối lên mặt đất và cúi đầu vái lạy. Tiêu Chính Văn lúc này đang tỉ mỉ quan sát thanh kiếm U Minh Càn Khôn. Huyết khí trên thanh kiếm này rất mạnh, hơn nữa còn thuộc về loại sức mạnh chí âm chí nhu. Chương 5012 thân xác này của Hạo Thiên vốn dĩ sinh ra ở âm phủ. Cũng cần sự nuôi dưỡng của loại khí tức trí âm này, vậy nên Tiêu Chính Văn mới có hứng thú với thanh kiếm này như vậy. Tiêu Chính Văn khom lưng nhặt thanh kiếm U Minh Càn Khôn lên khỏi mặt đất, cầm trong tay, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được bên trên thân kiếm truyền tới sự ớn lạnh. Phán quan mặt đen thấy vậy thì vội vàng nói với những người khác, bây giờ đại đế cần bế quan tịnh tu, những kẻ không có phận sự thì không được làm phiền. Sau đó... Phán quan mặt đen lại dẫn Tiêu Chính Văn tới điện sau, lúc này tâm trạng của ông ta đang kích động nhất. Có thể nói hôm nay ông ta đánh cược đúng rồi. Ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn lại sở hữu thực lực đủ để giết chết U Minh Đế Quân. Hơn nữa còn nhận được sự công nhận của cả âm phủ, trở thành sự tồn tại giống như U Minh Đại Đế. May là bản thân chưa từng có bất cứ ân oán gì với Tiêu Chính Văn, hơn nữa ban nấy còn luôn âm thầm tương trợ cho Tiêu Chính Văn. Có thể ảo quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn thì sau này địa vị của bản thân thậm chí có thể vượt qua cả thập điện Diêm Vương. Các vị, xem ra sau này cả âm phủ đều sẽ là thiên hạ của các vị rồi, chúng tôi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của các vị. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, ba thủ lĩnh âm tư do Lạc Đan cầm đầu mới chắp tay nói với mấy người Tần Quảng Vương. Trước đây Tiêu Chính Văn vẫn là một vị khách xa lạ, thế nhưng nháy mắt đã trở thành đại đế mà cả âm phủ ai ai cũng phải ngước nhìn. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ bây giờ cục diện của âm phủ đã phát sinh thay đổi, e rằng sau này sẽ là thời đại thập điện Diêm Vương cầm quyền. Nhân lúc này mau chóng tỏ rõ cõi lòng với thập điện Diêm Vương để tránh cho tới lúc đó lại bị loại trừ. Không phải ông Tân Vương đã biết thân phận của đại đế từ lâu rồi đấy chứ? Dẫu sao gần nghìn năm nay ông còn chẳng chịu bước ra khỏi cửa cơ mà, Lạc Đan quay đầu nhìn về phía Tân Quảng Vương. Tần Quảng Vương nghe xong thì lộ ra một nụ cười khổ, ông ta nào biết Tiêu Chính Văn lại ghê gớm đến vậy. Nếu như thật sự biết thì e rằng không cần Tiêu Chính Văn phải đích thân tới mà ông ta đã chạy tới vùng ngoài lãnh thổ để đón Tiêu Chính Văn về âm phủ từ lâu rồi. Ông Lạc nói đùa rồi, trước đây tôi đều tham gia vào chuyện đó, lúc con gái của Tả Bạch Đào chết, không phải chúng ta đều cùng nhau thảo luận xem nên xử lý thế nào sao. Tân Quảng Vương nói được một nửa thì đột nhiên ý thức được mình nói không thỏa đáng, vội vàng thu lại nửa vế câu sau. Ôi, nếu đã như vậy, cơ may của các vị đúng là khiến cho tại hạ phải khâm phục đấy. Lạc Đan ngưỡng mộ thở dài một hơi. Dẫu sao mấy người bọn họ cũng đã coi như công thần,
sau này địa vị ở âm phủ cũng chẳng thấp tới đâu, thế nhưng mấy người lạc đan thì thảm rồi. Phải biết rằng, năm bộ âm tư bọn họ vẫn luôn đối địch với Tiêu Chính Văn, ai dám bảo đảm Tiêu Chính Văn sẽ không làm khó bọn họ. Tạm thời chưa nói tới cái khác, chỉ riêng thế lực các phương ở âm phủ, sau khi biết rõ thân phận thật sự của vị đại đế này, không biết có bao nhiêu người chủ động tới để lấy lòng nịnh bợt mà những thế lực này muốn xu nịnh Tiêu Chính Văn. Ải đầu tiên chính là phải tạo quan hệ tốt với mấy người phán quan mặt đen, nếu không thì căn bản ngay cả một góc của Tiêu Chính Văn cũng chẳng thể chạm tới. Chương 5013 vừa nghĩ tới những lợi ích này, Lạc Đan càng thở dài không thôi. Còn có một chuyện nữa, cậu Tiêu trước nay hành sự kín tiếng, trước khi được cậu Tiêu cho phép, tốt nhất đừng công bố thân phận của cậu Tiêu ra bên ngoài, nếu không thì mọi hậu quả tự mà gánh lấy. Phán quan mặt đen vừa thốt ra lời này thì mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Chẳng mấy chốc, mấy người Lạc Đan đã phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói với phán quan mặt đen, vâng vâng vâng, nhất định rồi nhất định rồi. Lúc này, mấy người Trần Phong cũng đã thuận lợi trở về vùng ngoài lãnh thổ, chỉ là vùng ngoài lãnh thổ lúc này đã quá đỗi khác biệt so với khi trước. Trên bầu trời, dù là ngày hay đêm thì đều có vô số điểm sáng chói đang tiến gần về phía vùng ngoài lãnh thổ. Dạ Ma Thiên nhíu mày nhìn về phía những điểm sáng trên bầu trời, nói, lẽ nào bọn họ cũng hay tin rồi. Hồng Ấn gật đầu với sắc mặt u ám, nói, không sai. Là bọn hỏi ai? Hai Trần Phong vội vàng quay đầu lại hỏi. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi trở về vùng ngoài lãnh thổ sẽ dưỡng lành vết thương trước, sau đó sẽ đi tiêu diệt Điện Thần Long ở Đế Khư. Kế hoạch của chúng ta e rằng phải tạm hoãn. Nếu như những người đó thật sự tới thì đối với chúng ta mà nói cũng là một sự uy hiếp không hề nhỏ, Hồng Ấn nói với chất giọng trầm thấp. Ngay cả Dạ Ma Thiên vẫn luôn cao ngạo lúc này cũng đang kính nể nhìn những điểm sáng trên bầu trời kia. Bởi vì đó căn bản không phải là ánh sáng của sao trời, mà là ánh sáng thánh vực phía sau lưng những con cưng của trời tới từ chư thiên thần giới. Mặc dù Hồng Ấn cũng là một người con cưng của trời tới từ vùng ngoài vũ trụ, thế nhưng lại không thuộc vào đội số 1. Nhiều nhất chỉ có thể tính vào ngưỡng áp chót của đội số 2 mà thôi. Thế nhưng những người tìm tới bây giờ đều là đội số 1 thực thụ của vùng ngoài vũ trụ. Những người đó là nhân vật mà cả Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên đều không thể đắc tội. Là Thiên Khải, Hồng Ấn nhìn về phía điểm sáng cách địa cầu gần nhất, hô lên một tiếng thất thanh. Khoảng trời phía trên Chư Thiên Thần Điện đột nhiên dao động, vô số bóng người xuất hiện bên trong Chư Thiên Thần Điện chỉ trong nháy mắt. 10 nhân vật con cưng của trời thực thụ tới từ chư thiên thần giới xuyên qua khoảng không mà tìm đến, khoảnh khắc này, cả vùng ngoài lãnh thổ đều hết sức kinh ngạc. Ánh sáng huyền ảo phía sau lưng 10 bóng dáng này cực kỳ chói mắt, thậm chí còn sáng lóa hơn cả ánh mặt trời. Ngay cả cụ tổ nhà họ Trần cũng ngẩng đầu nhìn về phía chư thiên thần điện. Người đâu, mau đi tìm cậu chủ về đây, cao thủ thật sự của chư thiên thần giới tới rồi. 10 người này mới chính là những nhân tài kiệt xuất thực sự trong thế hệ thanh niên của chư thiên thần giới. Mặc dù Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ thanh niên của chư thiên thần giới, thế nhưng so với 10 người này thì vẫn có cách biệt về mặt bản chất. Chương 5014 giống như việc Tiêu Chính Văn từng là nhân tài kiệt xuất trong thế tục, mà những nhân tài kiệt xuất cùng thời đại với anh cũng có rất nhiều, thế nhưng lại chẳng ai có thể sánh ngang vai với Tiêu Chính Văn. Bây giờ, 10 thiên tài của chư thiên thần giới đều tới đông đủ, khí tức áp chế muôn đời, cả vùng ngoài lãnh thổ đều cảm nhận được cảm giác áp chế cường đại đó. Có thể nói, 10 người này mới có thể đại diện cho thực lực thực thụ của chư thiên thần giới. Chư thiên thần giới lại có thêm 10 mấy cường giả tới, Long Cổ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía chư thiên thần điện. 10 bóng dáng đó cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả Long Cổ cũng cảm nhận được sự bất an. Từ sau khi Đế Tuấn bỏ mạng, đã rất lâu rồi không có nhân vật cường đại như vậy xuất hiện ở vùng ngoài lãnh thổ mấy chục nghìn năm trước, Đế Tuấn dẫn theo các vị thần của thời kỳ thượng cổ đấu một trận với chư thiên thần giới, không biết đã giết chết bao nhiêu nhân vật ở cấp bậc này, thế nhưng tương tự, Đế Tuấn cũng đã phải trả một cái giá cực kỳ đau thương. Mà bây giờ, sự tồn tại khủng bố này lại xuất hiện ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng vùng ngoài lãnh thổ thì chẳng thể tìm ra được Đế Tuấn thứ hai nữa. Lúc này, ánh hào quang phát ra từ trên người 10 con cưng của trời này đã lấn át cả ánh mặt trời buổi ban trưa, khiến cho cả vùng ngoài lãnh thổ đều được bao trùm bởi một tầng hào quang màu bạc. Tất cả thế lực của vùng ngoài lãnh thổ đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc,
mà bên phía thế tục lúc nào cũng hoàn toàn sục sôi. Đó là ai vậy? Long Hình ngẩng đầu nhìn về phía 10 ánh hào quang trên bầu trời kia, không khỏi lặng lẽ nhíu mày. Lúc này, trên bầu trời thế tục cũng có thể nhìn thấy rất rõ 10 bóng hình này và cả ánh hào quang màu bạc phía sau lưng bọn họ. Khoảnh khắc này, vô số thị dân Âu Lục mông muội đồng loạt quỳ lên mặt đất, bọn họ gần như đều đồng loạt nghĩ tới câu chuyện thần thoại kể về Chúa Giê-xu giáng trần được nhắc tới trong Kinh Thánh. Trời đất ơi, ôi, trời ạ, đó là Chúa Giê-xu giáng trần sao? Thế nhưng sao lại có tới 10 Chúa Giê-xu cùng xuất hiện? Chỉ có một bộ phận nhỏ người Âu Lục thông minh hơn một chút phát giác ra điểm bất thường, nếu như thật sự là Chúa Giê-xu giáng trần thì cũng chỉ có một người mà thôi, không thể ngay tức thì xuất hiện tới 10 phân thân chứ. Hơn nữa ánh sáng huyền diệu sau lưng Chúa Jesus là màu vàng, thế nhưng ánh hào quang phía sau lưng 10 bóng dáng này lại là màu trang bạc, hơn nữa uy áp khủng bố này tuyệt đối không thể tới từ điềm lành của Chúa cứu thế, ngược lại càng giống với ma quỷ sa tăng trong địa ngục sống lại hơn. Không ít người Mỹ Lục lại cho rằng đây có thể là bắt đầu của tận thế, bởi vì trong một số truyền thuyết lâu đời, tương lai khi trên bầu trời xuất hiện 10 bóng dáng vô cùng cường đại thì thế giới này sẽ bị diệt vong. Ngay tức thì, khắp nơi trên thế giới đều bắt đầu suy đoán linh tinh, thế nhưng phần nhiều thì vẫn là sự kinh hoàng trong lòng người dân bình thường trên địa cầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí ngay cả không ít nhà thiên văn nổi tiếng thế giới cũng chẳng thể giải thích được hiện tượng này. Chương 5015 cho dù trở về thời đại thần thoại của thời kỳ viễn cổ thì cũng không thể có 10 người biết bay cao ngạo đứng giữa khoảng không, hơn nữa sau lưng bọn họ còn mang theo cả ánh sáng của thánh thần. Ngay cả trong một số quyển sách cổ xưa cũng không có bất cứ ghi chép gì về điều này. Chỉ là cảnh tượng như vậy xuất hiện trong ngày hôm nay khiến cho người đứng đầu của rất nhiều quốc gia đều ngay lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí có quá nửa các quốc gia đều phát ra cảnh báo phòng không. Vào buổi chiều ngày hôm đó, bên phía Chư Thiên Thần Điện lại truyền tới một tin tức chấn động. Cụ tổ nhà họ Khổng và tất cả thế hệ lão làng khi trước tới Chư Thiên Thần Điện quy, hàng mấy người Hồng Ấn lại tới Chư Thiên Thần Điện để bái kiến 10 thiên tài này. Tin tức này vừa được truyền ra, cả vùng ngoài lãnh thổ lập tức trở nên xôn xao. Nhớ lại lần trước, sự đàn áp của nhà họ Khổng và Đông Hải Ngao Lai đối với thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ, thêm cả sự hủy diệt của nhà họ Phương, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ lại bắt đầu cảm thấy bất an. Đặc biệt là thế lực các phương từng không nể mặt nhà họ Trần, đứng về phía Tiêu Chính Văn thì trong lòng càng thâm cảm thấy hối hận, ban đầu không nên nhất thời kích động mà đứng nhầm phe. Vào lúc tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán hành động tiếp theo của Chư Thiên Thần Giới, lại có một tin tức nữa được lan truyền ra. Mọi người không cần lo lắng. 10 thiên tài mà Chư Thiên Thần Giới cử tới lần này chủ động đến để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tuyệt đối sẽ không công đánh bất cứ tông môn và thế gia nào. Sau khi nghe thấy tin tức này, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Vùng ngoài lãnh thổ lúc này, nhân số không ổn định thật sự cũng chỉ có Điện Thần Long bên phía đế khư mà thôi. Bởi vì chỉ có Tiêu Chính Văn là có thái độ kiên quyết nhất với Chư Thiên Thần Giới. Thế nhưng may mắn là thế lực của Điện Thần Long về cơ bản đã chuyển hết về Hoa Quốc, chỉ có một mình Vương Hử canh giữ đế khư mà thôi. Và lại Tiêu Chính Văn cũng hoàn toàn bạt vô âm tín, rất nhiều thế lực đều vô thức cho rằng ngay cả Tiêu Chính Văn cũng dự cảm được tình hình không ổn nên mới chạy về thế tục, hơn nữa bản thân anh e rằng cũng đã trở về Hoa Quốc rồi. Dẫu sao bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Nếu như trở về thế tục để né tránh công kích vào lúc này thì đúng là quá đỗi mất mặt. Còn về kết quả của việc mấy người Trần Phong đi truy sát Tiêu Chính Văn thì đã hoàn toàn bị phong tỏa tin tức, không một ai biết mấy người Hồng Ấn đã bại trận ở âm phủ. Chỉ có điều vẫn có người cho rằng Tiêu Chính Văn đã bị mấy người Hồng Ấn giết chết, dẫu sao Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên đều bình an trở về, chỉ có Tiêu Chính Văn là không có bất cứ tin tức gì, vậy thì kết quả có thể chính là Tiêu Chính Văn bị giết. Điện Thần Long từ giờ sẽ rút khỏi vùng ngoài lãnh thổ, cho dù Tiêu Chính Văn may mắn không chết thì kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì, nếu không Tiêu Chính Văn sao có thể bỏ mặc Vương Hử vẫn đang một mình canh giữ đế khư không buồn quan tâm. Bây giờ, cường giả thật sự của Chư Thiên Thần Giới đã tới vùng ngoài lãnh thổ, điều này càng khiến cho thế lực các phương cảm thấy tuyệt vọng và khiếp sợ. Ít nhất lúc Tiêu Chính Văn còn ở vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ còn có thể dựa dẫm. Bây giờ ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không còn nữa, bọn họ đâu thể nhìn thấy được một tia hy vọng nào nữa. Gạch dưới từ lúc bắt đầu,
mấy thế lực lớn do nhà họ Khổng cầm đầu đã về dưới trướng chư thiên thần giới, mà thế lực các phương này lại có địa vị hết sức quan trọng ở vùng ngoài lãnh thổ, đặc biệt là nhà họ Khổng. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, gần như đã kiểm soát được quá nửa tông môn và thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ, cộng thêm sự phụ thuộc của các thế lực lâu đời khác, ai còn dám nói ra nửa chữ không với chư thiên thần giới cơ chứ? Chương 5016 có thể nói, tất cả các thế lực lúc này chỉ đang nghĩ về một việc, trong khoảng thời gian tiếp theo nên tự bảo vệ mình như thế nào. Bây giờ chẳng còn một ai dám nói ra một câu chống đối chư thiên thần giới, càng không ai dám có ý định phản kháng. Ôi, xem ra đây chính là số mệnh rồi. Hoặc là ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã không nên đối kháng, có lẽ như vậy thì chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó khăn như ngày hôm nay. Không ít nhân vật lão làng khi trước đứng về phía Tiêu Chính Văn đều đồng loạt thở dài. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận. Chẳng mấy chốc, bên phía chư thiên thần giới lại truyền tới một thông tin khiến cho tất cả mọi người càng thêm tuyệt vọng. 3 ngày sau, 10 thiên tài tới từ chư thiên thần giới sẽ mở đạo trường cho tất cả thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ để truyền thụ kỹ thuật bí mật vô thượng ở vùng ngoài vũ trụ của họ. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng ai có thể tin được người của chư thiên thần giới sẽ có lòng tốt tới vậy? Đây chẳng qua là bắt tất cả mọi người lựa chọn đứng về phe nào mà thôi, những thế lực không ngoan ngoãn tới tham gia rất có khả năng sẽ bị 10 thiên tài bọn họ thẳng tay tiêu diệt. Mà ở một phương diện khác, Long Kinh của Thế Tục Hoa Quốc, Long Ngao cũng nhận được tin tức bên phía nhà họ Võ truyền tới. Từ tin tức mà nhà họ Võ truyền tới, có thể thấy chư thiên thần giới đã có ý định tiếp nhận hoàn toàn cả vùng ngoài lãnh thổ rồi. Hơn nữa người nhà họ Trần và người nhà họ Khổng đã đưa ra lời mời với thế lực các phương. Tân Lương Ngọc đặt bức thư trong tay xuống, trầm giọng nói. Không biết lúc nào cậu Tiêu mới có thể trở về, nếu như trong vòng 3 ngày mà cậu Tiêu không thể trở về vùng ngoài lãnh thổ thì e rằng sự việc sẽ có thay đổi rất lớn, Viên Thiên Canh cũng nhíu mày nói. Trước khi Long Vương đi đã đặc biệt dặn dò chúng tôi, cho dù bên phía vùng ngoài lãnh thổ có xảy ra chuyện gì thì cũng không được rời khỏi thế tục. Tôi nghĩ chắc hẳn Long Vương cũng đã có sắp xếp của riêng mình rồi. Long Hình trầm giọng lên tiếng, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Lúc mọi người đang thảo luận, Thiên Hà Đạo Quân nhánh chính Thái Sơn cũng về đến giới thế tục, một lần nữa tiếp quản nhánh chính Thái Sơn ở giới thế tục. Đám người nhà họ Trương cũng trở về nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Thanh Liên lên Thiên Sơn, tiếp quản nhánh chính Thiên Sơn, ngọn núi đứng đầu trong 5 đại danh sơn ở giới thế tục. Có thể nói, những thế lực đi theo suốt chặng đường vừa qua đều đã tìm được chỗ đứng của mình trong giới thế tục. Vì vậy, cho dù tình hình ở vùng ngoài lãnh thổ phát triển như thế nào thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến giới thế tục. Tuy nhiên, theo tin tức từ nhà họ Võ, Khổng Cập sẽ đích thân đến Hoa Quốc, muốn Điện Thần Long chúng ta quy phục dưới chân chư thiên thần giới. Tân Lương Ngọc nói với vẻ mặt hơi lo lắng. Bây giờ có thể nói mấy người họ là xương sống của giới thế tục, nếu không có Tiêu Chính Văn. Bọn họ hợp sức lại cũng không thể đấu lại nổi Khổng Cập. Chương 5017 Khổng Cập chỉ cần phất tay cũng có thể san bằng giới thế tục. Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta nên trở về giới thế tục thì tốt hơn, để tránh việc ngọn lửa chiến tranh lan đến giới thế tục. Long Hình trầm giọng nói. Ngộ nhớ Điện Thần Long trở mặt với nhà họ Khổng thì chiến trường ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ không ảnh hưởng đến giới thế tục, nếu không, một khi chiến tranh xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ. Sẽ có hàng chục nghìn người vô tội sẽ bị liên lụy. Lần này chư thiên thần giới cũng có ý định thu phục vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí cả một vài thế gia nhỏ không tên tuổi cũng được mời đến, sao bọn họ có thể để mặc Điện Thần Long được yên? Dù sao người có thái độ kiên quyết nhất trước đó chính là Điện Thần Long do Tiêu Chính Văn đứng đầu, nếu không thu phục Điện Thần Long, thì những thế lực có ý đồ chống lại chư thiên thần giới dù nhất thời đã bị áp chế, cúi đầu trước chư thiên thần giới nhưng chắc chắn sau này sẽ nổi dậy. Về phần những thế lực trung lập, khi biết chư thiên thần giới sắp truyền thụ bí thuật tối cao của bọn họ, khuôn mặt của bọn họ đều tràn đầy niềm vui. Trong mắt họ, bí thuật của vùng ngoài vũ trụ mạnh hơn rất nhiều so với bí thuật ở địa cầu. Dù sao, thành tích của Khổng Tề Thiên đã rõ như ban ngày, chỉ một đạo phân thân đã có thực lực thiên cảnh, vậy thì cơ thể thật của ông ta có thể đạt tới cảnh giới nào? Ngoài ra, trong chư thiên thần giới còn có bí thuật trường sinh bất tử. Đây mới chính là lợi ích hấp dẫn nhất. Bất kể là ai thì đều có hy vọng mình sẽ sống mãi mãi, những thế lực này không những không phản đối chư thiên thần giới mà ngược lại còn giơ hai tay ủng hộ.
Bên kia, Tân Lương Ngọc cũng dẫn mọi người trở về đế khư. Trong đế khư lúc này chỉ còn một mình Vương Hử canh giữ, so với những thế lực khác, Vương Hử tự do tự tại hơn nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ uống trà, thì là thưởng thức vẻ đẹp của đế khư, coi 10 thiên tài của chư thiên thần giới như không tồn tại. Tiền bối, sau khi Tân Lương Ngọc trở về đế khư, việc đầu tiên là đi chào hỏi Vương Hử. Vương Hử thấy mọi người trở về, liền cau mày hỏi, cậu Tiêu không phải bảo mọi người trở về giới thế tục, không được quay lại vùng ngoài lãnh thổ sao? Sao mọi người lại về nhanh như vậy? Thưa tiền bối, nhà họ Võ truyền tin nói rằng Khổng Cập có thể sẽ mời Điện Thần Long chúng A tham gia đại hội truyền đạo gì đó của chư thiên thần giới, để không dẫn lửa chiến tranh đến giới thế tục. Cho nên, nghe vậy, Vương Hử gật đầu nói, ừ, bà nói cũng có lý, Điện Thần Long cũng không thể đứng ngoài cuộc được. Nhưng tôi thật sự không hiểu, cả nhà họ Khổng, Đông Hải Ngạo Lai và những thế lực lớn ở thời xưa đều được kế thừa những điều từ hàng nghìn thậm chí là hàng chục nghìn năm trước. Người khác có thể tỏ lòng với chư thiên thần giới, nhưng bọn họ sao có thể quên đi tổ tiên của mình, mà đứng về phía chư thiên thần giới chứ? Hơn nữa Đông Hải Ngạo Lai còn là tiên sơn ở vùng ngoài từ thời tiên tân. Trận pháp và thuật pháp của bọn họ đều vô cùng huyền diệu, lẽ nào bọn họ sẵn sàng trở thành con tốt của chư thiên thần giới sao? Tân Lương Ngọc nói với vẻ mặt khó coi. Chương 5018 thật ra bản chất con người là như vậy, từ sau khi Đế Tuấn mất đi, những người này đã không còn cốt khí gì nữa. Vương Hử thở dài. Vương Hử không hề coi thiên tài của chư thiên thần giới ra gì, ngược lại còn có chút mong đợi. Dù sao ông ta và sư phụ cũng từng giao đấu với nhân vật lớn như chư thiên thần giới, 10 vị thiên tài bây giờ không thể so sánh với những vị cao thủ thời thiên cổ kia được. Vì vậy, 10 người bọn họ không thể khiến Vương Hử sợ hãi. Đúng lúc này, Vương Hử đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói, nhắc Tào Tháo đến luôn. Không lâu sau, một tia sáng từ trên trời phóng xuống, trong ánh sáng chói mắt, một ông lão tóc bạc nhìn về phía đế khư. Khổng Cập, trái tim Tân Lương Ngọc trùng xuống, nhưng vẫn bước lên không trung, chắp tay chào Khổng Cập, không biết tiền bối đến đế khư vì chuyện gì. Khổng Cập liếc nhìn Tân Lương Ngọc, khẽ gật đầu nói, không tồi. Không ngờ mấy nghìn năm không xuất sơn, vùng ngoài lãnh thổ vẫn xuất hiện nhân tài như bài Tiêu Chính Văn quả nhiên quản lý rất tốt, trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể khiến các người đột phá lên cảnh giới đế quân đỉnh cao, chẳng trách cậu ta dám một mình đứng ra. Tu vi của Khổng Cập rất cao, đương nhiên có thể nhìn ra Tân Lương Ngọc chỉ cách thiên cảnh một bước, trong một thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ cảnh giới đế quân đỉnh cao như vậy. Có thể thấy Tiêu Chính Văn thật sự rất tài giỏi. Ngay cả nhà họ Khổng cũng không thể làm được như Tiêu Chính Văn, trong thời gian ngắn đã có thể bồi dưỡng nên một lượng lớn những nhân vật cảnh giới đế quân đỉnh cao. Vì vậy, không khó để ông ta đoán ra được vì sao chư thiên thần giới lại để ý đến Tiêu Chính Văn như vậy. Hơn nữa, ông ta cũng là một trong những người biết rõ kết quả của việc trước đây Hồng Ấn truy sát Tiêu Chính Văn đến âm phủ. Hồng Ấn, Dã Ma Thiên và Trần Phong của nhà họ Trần hợp tác giết Tiêu Chính Văn nhưng đã thất bại thảm hại, chỉ một mình Tiêu Chính Văn không hề hấn gì, điều này càng chứng tỏ Tiêu Chính Văn tài giỏi hơn người. Người có thể đánh bại ba người Hồng Ấn, đặc biệt là khi ba người họ hợp lực, ngay cả Khổng Cập cũng thấy bất ngờ. Nhất là khi ông ta nhìn thấy đám người do Tân Lương Ngọc đứng đầu đều đã đạt tới cảnh giới đế quân đỉnh cao, trong lòng ông ta vô cùng kính nể Tiêu Chính Văn. Nếu bỏ qua ân oán giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng, chỉ riêng sức mạnh và thực lực của Tiêu Chính Văn cũng đủ để so sánh với những nhân vật lớn mà Khổng Cập biết. Tiêu Chính Văn là nhân vật hiếm hoi trong số ấp thế hệ trẻ hiện nay. Thành thật mà nói, cho dù là Đông Hải Ngao Lai đến thì cũng không thể để đích thân tôi đi mời. Khổng Cập tiến lên một bước, nói với vẻ đầy kiêu ngạo. Chương 5019 dù sao ông ta cũng là cụ tổ của nhà họ Khổng. Đương nhiên có vị trí cao ở vùng ngoài lãnh thổ. Nể mặt Tiêu Chính Văn, bà nhận tấm thiệp mời này, tôi sẽ không làm khó các người nữa. Vừa nói Khổng Cập vừa lấy ra một tấm thiệp mời. Tiền bối, tôi có điều không hiểu, xin tiền bối chỉ giáo. Tân Lương Ngọc không nhận tấm thiệp mời trong tay Khổng Cập, mà khẽ chắp tay nói. Nói đi, Khổng Cập chắp một tay sau lưng, trầm giọng nói. Với địa vị của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ và thực lực của tiền bối, tại sao chưa đấu đã đầu hàng? Nhà họ Khổng luôn coi mình là thánh minh,
lẽ nào tiền bối không nghĩ rằng làm vậy sẽ tổn hại đến hình tượng của nhà họ Khổng trong mắt thiên hạ sao? Tân Lương Ngọc cau mày hỏi. Bà biết xu thế tất yếu là thế nào không? Khổng Cập hỏi. Xu thế, gái gọi là xu thế không phải là đám người chư thiên thần giới, lẽ nào mười mấy người bọn họ có thể hủy diệt cả vùng ngoài lãnh thổ sao? Tôi không nghĩ vậy, Tân Lương Ngọc hỏi ngược lại. Người của Điện Thần Long quả thực rất có chí khí, hơn nữa, trước đây Tiêu Chính Văn luôn là chủ chiến, nhưng bà biết đấy, chư thiên thần giới không phải chỉ có mười mấy người. Gần như không ai biết chư thiên thần giới lớn mạnh thế nào, một khu kết giới vũ trụ bị phá vỡ, vùng ngoài lãnh thổ sẽ phải đối mặt với hàng trăm triệu quân chư thiên thần giới, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản nổi bước chân của bọn họ. Vì vậy, tạm thời bảo toàn tính mạng mới là thượng sách. Khổng Gập trầm giọng nói. Tôi không nghĩ vậy, chưa đấu đã nhận thua không phải là phong cách của Điện Thần Long chúng tôi. Tân Lương Ngọc lạnh giọng nói. Hay cho câu chưa đấu đã nhận thua. Nói cách khác, các người định kháng cự đến cùng phải không? Giọng Khổng Cập càng trở nên lạnh lùng. Kháng cự, Tần Lương Ngọc cười nói, cậu Tiêu từng nói với bọn tôi từ xa xưa Hoa Quốc từng liên tục xuất hiện rất nhiều nhân tài, dù là Long tộc cũng ở trên vùng đất Hoa Quốc của chúng tôi, thống trị mọi hướng. Dù là chư thiên thần giới cũng đang dò ngó bảo tàng của Hoa Quốc, bọn tôi là con cháu Hoa Quốc làm gì có đạo lý chắp tay dâng bảo vật từ xa xưa mà tổ tiên để lại cho người khác chứ? Dù là chư thiên thần giới hay các bên ở ngoài vũ trụ, đối thủ có mạnh thế nào, bọn tôi cũng không lùi nửa bước. Dù có tan xương nát thịt cũng phải sống chết giữ chặt. Tân Lương Ngọc chính trực nói. Đúng thế, chúng tôi có thể bại trận, tử vong nhưng không thể vứt bỏ tổ tiên, càng không thể chưa đánh đã đầu hàng. Chỉ cần có Long Vương ở đây, chúng tôi phải chiến đấu đến cùng. Long Hình cũng khí thế nói. Từ khi sát cánh chiến đấu cùng Tiêu Chính Văn, anh ta chưa từng thấy Tiêu Chính Văn thất bại, đây là tự tin của Long Hình, dù đối mặt với Khổng Cập cảnh giới chân tiên, Long Hình cũng không sợ. Xem ra các người không định nể mặt tôi à, Khổng Cập toát ra sát khí hỏi. Chương 5020 thật xin lỗi, dù tiền bối có là đời sau của Khổng Thánh, bọn tôi cũng không thể đầu hàng trước tiền bối. Hơn nữa nếu tôi cúi đầu chịu thua trước chư thiên thần giới, sau này còn mặt mũi nào nói chuyện với cậu Tiêu. Đồng thời tôi cũng khuyên tiền bối một câu, bây giờ mê muội biết quay đầu vẫn còn kịp, nếu không sau này e là khó có kết cục êm đẹp, Tân Lương Ngọc nói thẳng. Nghe thế Khổng Gập sửng sốt, sau đó bỗng ngửa đầu lên bật cười. Này, nếu không phải nể mặt Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi sẽ ban tặng cho bà cái chết. Nhưng chính vì khí khái của bà cũng khiến tôi cảm thấy rất kính nể. Thế nên tôi cũng khuyên bà một câu. Có lẽ trước đây Tiêu Chính Văn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng sau này e là tình hình sẽ lật ngược lại. Hơn nữa chư thiên thần giới là sự tồn tại mà các người không thể tưởng tượng được, đó là vũ trụ rộng lớn, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nhân tài cũng không phải là thứ các người có thể tưởng tượng được. So với các cao thủ đứng đằng sau chư thiên thần giới, Tiêu Chính Văn cực kỳ nhỏ bé, chẳng gây ra được sóng gió gì lớn hệt như một giọt nước trong đại dương. Khổng Cập lắc đầu nói. Thật ra đôi khi ngay cả những người sống lâu mấy ngàn năm như ông ta cũng không thể lường trước được tương lai. Nhưng ít nhất lúc này chư thiên thần giới đã chiếm ưu thế, ngoài lãnh thổ không có khả năng chống lại sự xâm lược của chư thiên thần giới. Mà người khôn giữ mình cũng là chuyện thường tình của con người, dù sao sinh mệnh cũng là thứ vô cùng quý giá với bất kỳ ai. Nhất là những người sống mấy ngàn năm như ông ta càng hiểu rõ tu hành cả một đời không dễ dàng gì. Một khi chết đi sẽ biến mất trong dòng lịch sử dài giống một hạt cát trong thế gian. Tiền bối nói thế có phải quá sớm rồi không? Mọi chuyện vẫn chưa được định đoạt, sao tiền bối biết cậu Tiêu không đánh lại, Tân Lương Ngọc cười đáp. Hai, xem ra các người định chiến đến cùng, tôi cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, Khổng Cập thở dài nói. Thái độ của Điện Thần Long quá rõ ràng, dù cụ tổ nhà họ Khổng ra mặt, đối phương vẫn có lập trường rõ ràng. Thật ra Khổng Cập đã nghĩ đến kết quả này trước đó rồi. Dù sao phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn luôn khác với mọi người, người ở Điện Thần Long càng ngưỡng mộ Tiêu Chính Văn như thần, tuyệt đối không thể làm trái ý Tiêu Chính Văn để nghiêng về phía chư thiên thần giới. Sau khi Khổng Cập đi, Tân Lương Ngọc lo lắng nhìn chư thiên thần điện ở đằng xa. Lúc này bên Tiêu Chính Văn vẫn không có tin tức gì nhưng tình hình vùng ngoài lãnh thổ đã không còn lạc quan nữa. Quả nhiên ba ngày sau, bên chư thiên thần giới chính thức mở đại hội truyền pháp.
Cùng lúc đó trong một ngọn núi khá sâu không xa nhà họ Trần, trận pháp thiên kính trải rộng khắp bầu trời chiếu tình hình chư thiên thần điện vào không trung. Chương 5021 trận thế lần này của chư thiên thần giới rất lớn, không chỉ là tất cả mọi người ở ngoài lãnh thổ xem được rõ mà ngay cả bầu trời thế tục cũng chiếu cảnh tượng đại hội truyền pháp. Mà thung lũng này chính là nơi cụ tổ đời trước của nhà họ Trần từng bế quan, thế nên xung quanh thung lũng này được bố trí trận pháp, khí tức cũng khác với bên ngoài. Có thể nói nơi này là một thánh địa cực kỳ tốt để tu luyện. Lúc này vài đại diện của các gia tộc không thể đến chư thiên thần điện đều đến thung lũng, nghe đại hội truyền pháp của chư thiên thần giới thông qua thiên kính chiếu hình ảnh trên thung lũng. Không chỉ các thế lực lớn phái người đến học hỏi, ngay cả các thế lực ở các phương như nước Ngụy, nước Triệu, nước Tề cũng tập trung tại đây, đám người Khổng Cập cũng ngồi khoanh chân lại trong không trung. Ngoài đám người Hồng Ấn còn đang dưỡng thương, hầu hết mọi người đều đến. Thoáng chốc tất cả cao thủ và các quản lý cấp cao ở cả ngoài lãnh thổ đều trông chờ 10 nhân tài hàng đầu của chư thiên thần giới. Từng vầng sáng chiếu xuống nhân gian, không ít người đều vô cùng thành kính quỳ xuống. Một thanh niên vóc dáng cao lớn chậm rãi bước trên bục cao trước chư thiên thần điện, chỉ thấy quanh người hắn được vầng sáng màu bạc bao bọc, cực kỳ chói mắt. Tư thái của người kia giống thiên thần giáng trần khiến mọi người cảm thấy muốn tôn thờ. Khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt nhìn mọi người, hầu hết đều run sợ. Chỉ ánh mắt này thôi cũng làm người khác cảm thấy kính sợ, so ra thì Tiêu Chính Văn quá mức bình thường. Người này còn nguy hiểm hơn cả Tiêu Chính Văn, Ngụy Vinh Kỳ nói. Đối phương không chỉ có khí thế ngút trời mà còn có sự uy nghi, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Phải biết hắn là người có thực lực mạnh nhất trong 4 cậu chủ chiến quốc, hơn nữa có tâm lý huyền. Nhất, ngay cả hắn cũng bị lung động lòng tin vì một ánh mắt của đối phương, nghĩ cũng biết thực lực của người này đáng sợ thế nào. Mặc dù ngay cả hắn cũng phải thừa nhận hiện giờ Tiêu Chính Văn là thiên tài đỉnh cấp trong thế hệ trẻ ở ngoài lãnh thổ, nhưng so với người này, anh thua kém không chỉ một bậc. Tôi nghĩ chưa chắc, Tiêu Chính Văn trước giờ luôn khiêm tốn. Cậu ta là một người không thích lật hết tất cả con bài cuối nên mới làm cho người ta cảm thấy cậu ta giống một người bình thường. Nếu Tiêu Chính Văn thể hiện hết khí thế của mình thì không yếu hơn người này. Hơn nữa, trước khi đánh nhau, không đừng đánh giá rốt cuộc thực lực của Tiêu Chính Văn thế nào, Long Cổ trầm giọng nói. Mặc dù ông ta không biết kết quả trận chiến của Tiêu Chính Văn và đám người Hồng Ấn nhưng từ việc Điện Thần Long không đến tham gia đại hội lần này, ông ta cũng có thể đoán được đám người Hồng Ấn không chiếm được lợi gì từ Tiêu Chính Văn. Nếu không lúc này e là Điện Thần Long đã không còn tồn tại nữa. Nếu là 9 người khác hợp sức với người này thì sao? Tiêu Chính Văn vẫn còn tư cách lo đấu sao? Ngụy Vinh Kỳ híp mắt hỏi. Hai rồ Long Cổ khế thở dài, dù là hai người trong đó thì Tiêu Chính Văn cũng không thể so sánh về thực lực và sức chiến đấu chứ đừng nói là 10 người hợp sức. Chương 5022 người đàn ông đó bay đến trên bầu trời chư thiên thần điện rồi nhìn xuống mọi người ở trên quảng trường, chỉ thấy hắn vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một làn khói. Mọi người nghĩ đây cũng chẳng phải là gì siêu phàm cả, dù là võ giả cảnh giới thiên vương cũng có thể làm được. Nhưng sau khi hắn mở lòng bàn tay ra, làn khói đó ngưng tụ lại, cuối cùng trở thành một mảnh đất, sau đó cỏ cây mọc trong mảnh đất đó rồi bắt đầu nảy mầm. Nhìn thấy thế, cho dù là người trong chư thiên thần điện hay là những người nhìn thấy cảnh tượng này qua trận pháp thiên kính đều trợn to mắt, há hốc miệng. Vì đây đã không chỉ là ngưng tụ khí tầm thường nữa mà là đang tạo ra thế giới. Cỏ cây dần phát triển, mảnh đất đó còn sinh ra run đất. Nếu chỉ là tạo ra vật chết thì vẫn không có gì là ngạc nhiên, vậy thì bây giờ vật sống đều đã sinh trưởng đủ để làm chấn động khắp nơi. Người không hiểu võ thuật chỉ là xem cho vui. Còn người biết võ thuật thì thấy đây là môn đạo, lần này ngoài những người đã đến chư thiên thần giới, hầu hết mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ trông thấy mọi thứ đều thay đổi sắc mặt. Hắn có uy lực tạo ra vạn vật, Ngụy Vinh Kỳ nhìn lên bầu trời, như có điều suy nghĩ nói. Ban đầu đó chỉ là một làn khói, bây giờ lại sinh ra cây cỏ và run, thì tiếp theo sẽ là gì? Tạo ra một vũ trụ nữa sao? Biến! Người đàn ông đó vừa dứt lời, cây cỏ và run vừa được sinh ra lập tức héo tàn, già cõi, mảnh đất đó lại biến thành làn khói. Ngay sau đó một tay người đàn ông hơi siết lại, làn khói đó lại biến thành một thanh kiếm.
ánh sáng lóe lên trên thanh kiếm này cực kỳ chói mắt, nó có thể phát ra ánh sáng khi được mặt trời chiếu vào. Lúc này mọi người đều ngạc nhiên đến sững sờ, vì đây đã không chỉ là sự cách biệt về cảnh giới nữa mà là sự cách biệt rất lớn về đạo cảnh. Chỉ có đạo cảnh đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể tạo ra vạn vật, còn có thể diễn hóa trời đất. Thậm chí có thể hô mưa gọi gió, còn có thể biến nhỏ thành lớn. Đây không chỉ đơn giản là thay đổi hình thức bên ngoài của một sự vật mà là đang diễn hóa đạo trời, diễn hóa luân hồi, đây là thần công kỳ diệu của đấng tạo hóa. Nói cách khác, đây đã vượt qua sức mạnh một người có thể có, thậm chí những thần tiên trong truyền thuyết cũng không thể làm được thế. Chỉ một suy nghĩ đã có thể xoay chuyển vạn vật. Chút kỹ năng nhỏ, không đủ làm được gì. Nói rồi người đàn ông mặc đồ trắng lại trở tay lần nữa, thanh kiếm dài tỏa ánh sáng ra xung quanh biến mất, lần nữa biến thành một luồng khói. Bọn tôi bái phục. Pháp lực của tiền bối vô biên. Chương 5023 bọn tôi sẵn sàng ra sức vì tiền bối. Không chỉ người trên quảng trường đều chắp tay với người đàn ông đó mà hầu hết các thế lực ở ngoài lãnh thổ cũng thần phục dưới chân hắn. Vì bản lĩnh này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của họ. Các vị, đây là Thiên Ngạo Tuyệt Thiên thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Tông. Khổng Cập tiến đến giới thiệu. Hừ, chẳng qua chỉ là màn che mắt thôi, xem vùng ngoài lãnh thổ tôi không có ai thật à. Ngay khi Tuyệt Thiên chuẩn bị nhân cơ hội thể hiện một chút thì một giọng nói cực kỳ bất mãn vang lên từ trong đám người. Vừa dứt lời một ông lão tóc bạc chống gậy bước ra từ trong đám đông. Mọi người ở bên cạnh vội tránh né nhường đường cho ông lão. Ông lão rũ mắt kiêu ngạo đứng trước mặt người đàn ông mặc đồ trắng. Đạo Diên, lúc này có khá nhiều những người lớn tuổi đều nhận ra ông lão. Ông ta là người ở cùng thời kỳ với đám người Khổng Cấp. Hơn nữa còn từng vì đắc tội với Thiên Vương Các mà bị đuổi giết hàng ngàn năm. Nhưng Đạo Diên thông tháo một trận pháp ẩn thân nên dù là đã qua nhiều năm nhưng Thiên Vương Các vẫn không thể tìm được tung tích của ông ta. Ông ta vừa xuất hiện, Khổng Gập là người đầu tiên nhận ra Đạo Diên. Dù sao trong những người ở cùng thời đại, rất khó đến tìm được người thứ hai có đặc biệt như Đạo Diên. Đạo Diên khinh thường nhìn người đàn ông đồ trăng, ông ta ngồi khoanh chân lại. Thấy thế Khổng Cập nhướng mày, rõ là đang sỉ nhục Tuyệt Thiên đây mà. Xem ra ông cũng là thế hệ trước ở ngoài lãnh thổ. Tuyệt Thiên không hề tức giận chỉ lạnh nhạt nói với Đạo Diên. Này nhóc, chỉ dựa vào chút trò bán nghệ đầu đường của cậu mà còn dám hoành hoang à. Đúng là không biết ngượng. Đạo Diên không hề nể mặt nói. Ánh mắt Tuyệt Thiên lóe lên tia sát khí. Ngay sau đó cây gậy trong tay Đạo Diên biến thành một thanh kiếm sắc bén. Kiếm khí bỗng đánh về phía Đạo Diên hừ một tiếng, phía sau ông ta bỗng hiện lên ánh sáng màu vàng. Dù sao thứ mà ông ta giỏi nhất là trận pháp ẩn thân, chỉ trận pháp này thôi, ông ta đã chạy thoát được Thiên Vương Các hàng ngàn năm, há có thể không tránh được một kiếm này sao? Nhưng đúng lúc này cảm giác lạnh lẽo kề lên cổ ông ta. Sau đó cả người Đạo Diên run lên, ánh mắt trợn to sửng sốt. Chương 5024 đầu Đạo Diên lăn xuống đất trong ánh mắt chăm chăm của mọi người, thi thể ngã rầm xuống, chết tại chỗ. Huyền ngay sau đó thanh kiếm dài lại trở lại thành một cây gậy bình thường, cũng rơi xuống bên cạnh thi thể Đạo Diên. Nếu cảnh tượng vừa rồi đủ để áp chế mọi người về đạo cảnh thì cái chết của Đạo Diên có thể làm chấn động mọi người về mặt cảnh giới. Mặc dù Đạo Diên không phải là cảnh giới chân tiên nhưng cũng có thực lực thiên cảnh cấp 6. Tương đương với cảnh giới Ngụy Tiên đỉnh cao. Lặng lẽ giết chết Ngụy Tiên đỉnh cao, thực lực này đáng sợ đến mức nào? Ngay cả Long Cổ cũng không khỏi trùng lòng. Nếu chỉ nói đánh bại Đạo Diên, Long Cổ tự tin mình cũng có thể làm được nhưng muốn giết Đạo Diên gần như khó như lên trời. Chỉ cần ông ta thi triển trận pháp đó, ngay cả bóng của ông ta đối phương cũng đừng hòng sờ được chứ đừng nói là giết ông ta. Nếu không Thiên Vương Các cũng sẽ không đuổi giết ông ta nhiều năm mà không có kết quả. Lúc này Tuyệt Thiên chỉ động suy nghĩ một chút đã có thể giết được ông ta, thậm chí Đạo Diên còn không có cơ hội chạy thoát, đúng là đáng sợ đến cực điểm. So với Dạ Ma Thiên và Hồng Ấn trước đó, thực lực của Tuyệt Thiên khiến người khác sợ. Ngay cả người của Điện Thần Long cũng đều rất kinh ngạc với thực lực này của Tuyệt Thiên. Viên Thiên Canh cực kỳ ngạc nhiên nhìn trận pháp thiên cảnh trong không trung. Không dám tin lắc đầu. Cũng lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ đều vang lên tiếng kêu trời.
Bọn tôi đều tình nguyện rút khỏi sư môn, gia nhập chư thiên thần giới. Đúng lúc này mấy thanh niên mặc đồ luyện võ màu trắng bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống dưới chân Tuyệt Thiên. Thật ra mấy người này là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, chẳng qua tư chất của họ quá kém, gia nhập vào sư môn đã 100 năm nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhân cảnh. Ngay khi mấy người họ quỳ xuống trước mặt Tuyệt Thiên, chỉ thấy Tuyệt Thiên vung ta lên, một vầng sáng bạc chiếu lên người họ. Vầng sáng bạc lóe sáng, thực lực của mấy người này bỗng chốc tăng lên đến một độ cao chưa từng có trước đây. Đầu tiên là đột phá cảnh giới nhân vương, sau đó lại là cảnh giới nhân hoàng, mãi đến cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mới dừng lại. Lúc này mọi người đều nhìn về phía mấy người này. Ngay sau đó có không ít người bước ra từ đám đông, đều quỳ xuống dưới chân Tuyệt Thiên. Bọn tôi sẵn lòng chịu thua, gia nhập vào Hư Thiên Thần Điện, xin hãy ban cho bọn tôi công pháp vô thượng. Chương 5025 thoáng chốc mọi người đều điên cuồng vì điều này, dù sao ai cũng muốn cho mình trở nên mạnh hơn, ai mà không khát khao có được sức mạnh vô song. Hơn nữa những thứ này đều quá dễ dàng với Tuyệt Thiên, không cần tu luyện hàng ngàn năm, không cần chịu quá nhiều khổ sở mà người thường không thể nào chịu đựng được thì đã có thể có được thực lực mình hãng mong. Thật ra không phải là do tư chất của mọi người quá kém mà là do địa cầu, hay nói cách khác là do vũ trụ này hạn chế sự phát triển của mọi người. Tuyệt Thiên trịnh trọng nói. Hơn nữa tôi cũng không cho các người gì cả, chỉ là phá sức mạnh cấm chế trong người mọi người thôi. Chỉ cần thoát khỏi hạn chế của vũ trụ này với mọi người thì cũng có thể giống họ rồi. Nói rồi Tuyệt Thiên chỉ mấy đệ tử Thiên Cung Bắc Cực kia. Không ổn. Lòng Tần Lương Ngọc không khỏi trùng xuống khi nhìn thấy thế. Tất nhiên bà ta biết rõ những điều Tuyệt Thiên nói không phải là sự thật, hắn chỉ đang mượn cớ để hủy đi sự phản kháng của mọi người. Nhưng hiển nhiên Tuyệt Thiên đã thành công. Hắn nói thật sao? Ngụy Vinh Kỳ quay đầu nhìn Long Cổ phía bên cạnh. Long Cổ khẽ nhíu mày nói, thật ra từ trước triều Chu quả thực từng có cách nói tương tự, nghe nói Hoàng đế cũng vì phá giải sự giam cầm nào đó nên mới cùng thăng thiên với huyền nữ. Có điều đây cũng chỉ là một cách nói mà thôi, bây giờ cũng chưa ai có thể chứng minh được thật giả, còn về lời của hắn thì căn bản chẳng thể tin được, Long Cổ ngẩng đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên đang có mấy phần đắc ý. Dẫu sao không cùng họ hàng với mình thì tâm cũng sẽ khác. Cho dù chuyện này là thật thì người của chư thiên thần giới làm gì có chuyện tốt bụng như thế, giúp đỡ tất cả mọi người đang có mặt đều phá giải sự giam cầm của bản thân. Thế giới này trước nay đều không có chuyện tốt kiểu như bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù có thì đó cũng là bánh sắt, không bị đập chết cũng sẽ bị nên cho ngất xỉu. Đúng vào lúc này, một sức ép khủng bố cứ thế bộc phát. Huyền hử, Long Cổ không khỏi nhíu mày, chỉ thấy trên bầu trời, những cuộn trúc cổ từ từ xuất hiện, kinh điển nho ra hiện ra giữa thế gian. Ngay sau đó, một bóng hình chậm rãi bước ra từ trong kinh điển, tử cống lúc này oai phong lẫm liệt. Thậm chí còn mang theo khí thế của bậc quân lâm thiên hải. Không chỉ có vết thương khi trước của ông ta đã hoàn toàn bình phục mà khí tức cả người của ông ta cũng được nâng cao hơn vài bậc. Các vị, trước đây vẫn luôn có người nghi ngờ gia tộc Khổng Thị của tôi, còn có người bôi nhọ chúng tôi bán đứng cả vùng ngoài lãnh thổ thế nhưng tôi vốn dĩ là đệ tử của tiên sư Khổng Thánh, môn đồ thánh nhân. Tôi vẫn luôn coi trọng thi thư lễ nghĩa, sao có thể làm ra được hành vi bỉ ổi như thế? Chương 5026 ngày thường thầy vẫn luôn dạy bảo chúng tôi trong lòng phải có thiên hạ, suy nghĩ cho muôn dân, vậy nên chí hướng của gia tộc Khổng Thị chúng tôi vẫn luôn là khiến cho muôn dân trong thiên hạ không còn phải khổ đô mà ngày hôm nay, tôi noi theo sự nghiệp vĩ đại là truyền thụ chu lễ của thầy mình năm xưa, hôm nay tôi sẽ giải bỏ sự giam cầm đối với chúng ta của bầu trời nơi đây cho các vị. Vốn dĩ mỗi người trong số chúng ta đều có thể có được tuổi thọ vô hạn. Càng có thể nhận được công pháp và sức mạnh tối thượng, bây giờ, bầu trời nơi này muốn áp chế chúng ta, nếu như ông trời đã không công bằng thì còn cần ông ấy để làm gì. Cho dù tử cống tôi bị muôn đời mảng chửi, hôm nay cũng phải giải trừ giam cầm cho muôn dân trong thiên hạ. Những lời này của tử cống nói rất đanh thép, khí thế chấn động cả sông núi, như thể ông ta thật sự suy nghĩ cho thiên hạ. Nếu như không phải Tuyệt Thiên biết nhân phẩm của ông ta thấp tới thậm tệ thì thậm chí ngay cả Tuyệt Thiên cũng bị ông ta làm cho cảm động mất rồi. Hừ, tên khốn nạn này, thật sự việc xấu việc ác gì cũng đã làm cả mà, Lý Bạch nghiến răng mắng chửi. Sự việc đi tới bây giờ, chửi ông ta có thể giải quyết được vấn đề sao? Tân Lương Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Lý Bạch,
ông ta bực tức dậm chân, cũng không nói gì thêm nữa. Hơn nữa sau khi Tử Cống vừa nói dứt lời, không ít người đang có mặt đều lập tức đột phá, thậm chí có một số người thực lực còn liên tục nâng cao thêm mấy bậc cảnh giới lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không có gì có sức hấp dẫn hơn là việc nâng cao thực lực với tốc độ nhanh như thế. Hơn nữa, ngay cả trong đám người bình thường của thế tục cũng có không ít người bắt đầu dao động. Lúc này, vô số người đều đang gào lên muốn gia nhập vào chư thiên thần giới, từ bỏ tông môn và thế gia của mình. Ngụy Vinh Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Thiên Tuyệt, nói với Long Cổ, chúng ta trở về thôi, e rằng nước Ngụy cũng có không ít người dao động rồi. Dẫu sao cũng có nhiều người đột phá chỉ trong nháy mắt như vậy, chuyện này đã quá rõ ràng, dù là nước Ngụy hay là nước Tề, chỉ cần là người ở vùng ngoài lãnh thổ, có ai là không dao động. Trước đây Ngụy Vinh Kỳ từng nghĩ chư thiên thần giới sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, chỉ là không ngờ chư thiên thần giới lại dùng phương thức này để làm tan rã ý chí đối kháng của vùng ngoài lãnh thổ con người luôn là như vậy. Càng dùng cường quyền đàn áp thì ngược lại sẽ gặp phải sự đối kháng càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng khi dùng lợi ích, đặc biệt là những lợi ích nhìn thấy hay sở thấy được để dụ dỗ thì tất cả những ý chí phản kháng khi trước đều sẽ biến mất chỉ trong nháy mắt. Lô cốt kiên cố hơn thì cũng có thể công phá từ trong nội bộ. Huống hồ gì đối với chư thiên thần giới mà nói thì vùng ngoài lãnh thổ thậm chí còn chẳng băng lô cốt. Hơn nữa khi ngày càng có nhiều người hướng về phía chư thiên thần giới, ngay cả vách tràn vũ trụ đã suy yếu tới cực điểm cũng bị xung kích thêm lần nữa. Vào lúc gần như tất cả mọi người đang quỳ bái chư thiên thần giới, vách chắn vũ trụ đã bị phá giải với tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, trên bầu trời, tia sét bảy màu đan hòa vào nhau. Bầu trời vốn đang quang đãng xuất hiện vô số vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chương 5027 điều này nói lên rằng vách chắn vũ trụ này đã chẳng thể chống đỡ thêm được nữa. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị hóa giải. Nguy rồi, vách chắn vũ trụ đang nứt ra, Tân Lương Ngọc là người đầu tiên chú ý tới biến hóa trên bầu trời. Khoảnh khắc này, không chỉ có người của những tông môn và thế gia kia dao động mà ngay cả những nhân vật cấp bậc thái tử như Điền Khải cũng dao động. Đối với vách chắn vũ trụ mà nói thì điều này gần như là cú đả kích mang tính hủy diệt. Dẫu sao thân phận của Điền Khải cũng cực kỳ đặc thù, hắn đại diện cho ý chí của một quốc gia đã tồn tại mấy nghìn năm, mà vách chắn vũ trụ chính là do ý chí của những quốc gia lâu đời này cấu thành. Một khi ý chí của những quốc gia lâu đời này hoàn toàn biến mất, vậy thì vách chắn vũ trụ cũng sẽ chẳng thể tiếp tục tồn tại. Tôi nguyện cống hiến tất cả cho chư thiên thần giới. Điền Khải vừa thốt ra lời này, cả đất trời đều trở nên chấn động. Một sức ép trước nay chưa từng có đột nhiên giáng xuống người Điền Khải, giống như muốn tống hắn ra khỏi đất trời một phương. Thế nhưng một giây sau, Điền Khải đột nhiên có cảm giác khắp người khoan khoái, như thể bản thân trước nay chưa bao giờ được thoải mái tới vậy. Ngay sau đó, một cỗ khí tức thiên cảnh cấp 2 đột nhiên dâng lên từ dưới chân hắn. Thế nhưng tất cả vẫn còn chưa kết thúc, khi có khí tức đó nhanh chóng dâng lên cao, chẳng bao lâu sau, Điền Khải đã đạt tới cảnh giới nguy tiên đỉnh cao của thiên cảnh cấp 6. Cảm nhận được cỗ sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể mình, Điền Khải lúc này gần như muốn phát điên lên. Vừa nghĩ tới việc trước đây từng bị sỉ nhục mấy lần ở trước mặt Tiêu Chính Văn, trên mặt Điền Khải nở nụ cười lạnh lùng. Ngày nào đó gặp lại chính là lúc mày phải chết, Điền Khải siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng lên tiếng. Hai người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát cũng đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười. Vùng ngoài lãnh thổ đã hoàn toàn phản chiến rồi. Khi vách chăn vũ trụ được hóa giải, đại quân của chư thiên thần giới sẽ xông qua vách chản. Tới lúc đó, đối với bọn họ mà nói, những kẻ phản đồ ăn cây táo rào cây sung của vùng ngoài lãnh thổ kia cũng mất đi giá trị lợi dụng. Còn về những con chó cản cả chủ nhân, chư thiên thần giới đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng sống quá lâu. Nhìn những vết nứt rõ nét phía chân trời, Hồng Ấn ngửa mặt phá lên cười lớn. Bên trên núi Thiết Vi ở âm phủ lúc này, Tiêu Chính Văn đã bế quan được hơn 10 ngày. Bởi vì thanh kiếm U Minh Càn Khôn là thần binh thời thượng cổ, là thứ từng giết chết Hình Thiên nên mới lưu truyền rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới thanh kiếm này. Thậm chí còn có người quy nó vào hạng ma kiếm. Chương 5028 thật ra điểm khủng bố thật sự của thanh kiếm này nằm ở chỗ nó có thể dễ dàng cướp đoạt sức sống của người khác, hơn nữa còn có thể chuyển hóa sức sống của người khác lên trên những bề mặt vật chất khác. Cũng có thể nói,
cho dù sức sống của đối phương có dồi dào tới đâu, chỉ cần một nhát kiếm lướt qua, cho dù không chạm tới đối phương thì cũng có thể khiến cho thọ nguyên của đối phương trở về con số không chỉ trong nháy mắt. Phối hợp với hình thái cực âm dương của Tiêu Chính Văn thì tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao. Cũng trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này, vùng ngoài lãnh thổ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Chư Thiên Thần Điện nháy mắt đã trở thành thế lực mới nổi mạnh mẽ nhất vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí rất nhiều người bình thường trong thế tục cũng đang nghĩ cách để tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, mục đích chính là để gia nhập Chư Thiên Thần Điện, giành lấy sức mạnh bất tử và đứng trên thiên hạt. Hát gòn về mấy người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên lúc này đều đã lui về phía sau, mà cao thủ trong Chư Thiên Thần Điện cũng là nhân vật mà các thế lực khác của cả vùng ngoài lãnh thổ chẳng thể so bì. Các thế gia lâu đời và lớn mạnh như nhà họ Khổng, nhà họ Trần, Đông Hải Ngao Lai, đồng loạt kết hợp với họ, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước đã khống thế vùng ngoài lãnh thổ mấy chục nghìn năm lúc này cũng chẳng thể so bì được nữa. Cộng thêm việc mấy người Thiên Tuyệt lại dùng thủ đoạn đặc thù nhanh chóng khai phá tiềm lực của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ nâng cao cảnh giới với tốc độ nhanh nhất, vậy nên cao thủ bên phía Chư Thiên Thần Điện gần như đang gia tăng một cách chóng mặt. Hơn nữa, rất nhiều thế lực khi trước đứng về phía Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long lúc này cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía Chư Thiên Thần Giới, thậm chí không ít người đã bắt đầu âm thầm toan tính trừ khử Điện Thần Long để chiếm đế khư. Hình thái cực âm dương trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn đang không ngừng mở rộng, thậm chí còn bao trùm lấy cả núi Thiết Vi vào bên trong. Sức sống và tử khí luân chuyển với tốc độ cực nhanh, bên trong núi Thiết Vi hình thành nên một cơn gió bão quái dị. Phán quan mặt đen không nhẫn nhịn được nữa, nói với đại tướng Dạ Xoa phía bên cạnh, cậu Tiêu đang dùng bí thuật gì vậy nhỉ? Lúc này đại tướng Dạ Xoa cũng không thoải mái hơn phán quan mặt đen là bao, với Tiêu Chính Văn thì có thể dễ dàng chuyển hóa hai khí sinh tử, nhưng người khác lại không làm được. Thứ mà những người như đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen cần là tử khí. Mà sinh khí lại là thuốc độc với họ. Chuyển hóa điên cuồng giữa hai người thì người đau đớn nhất là người đến quá gần họ. Thật ra tôi cũng không tốt hơn ông là bao, vừa rồi suýt nữa đã bị sinh khí đó xé thành từng mảnh. Đại tướng Dạ Xoa nghiến răng nói. Vì hình thái cực âm dương bao phủ cả núi Thiết Vi quả thật quá khủng khiếp, dù họ muốn trốn cũng không thể tránh được. Nếu không vì họ đều có cơ thể bất tử thì nào dám ở lại đó lâu. Không lâu sau, hình thái cực âm dương cực lớn đó bao phủ hơn nửa âm phủ, cùng lúc đó Tiêu Chính Văn giơ tay lên, hình thái cực âm dương bỗng biến mất, thoáng chốc hòa vào trong kiếm càn khôn u minh. Chương 5029 Tiêu Chính Văn mở mắt ra nhìn kiếm càn khôn u minh. Thân kiếm ban đầu là màu đỏ thì lúc này đã trở thành nửa đen nửa đỏ. Nói cách khác thanh kiếm này đã được Tiêu Chính Văn kích hoạt hoàn toàn. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn lưu chuyển suy nghĩ. Sinh khí dồi dào chảy vào trong người Tiêu Chính Văn. Lúc đầu vẫn chỉ là đang nuôi dưỡng thần hồn của Tiêu Chính Văn, nhưng không lâu sau khí tức của Tiêu Chính Văn đã xuất hiện dao động. Một luồng khí tức bỗng bốc lên lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm. Một màn sáng cực kỳ chói mắt lao thẳng lên chân trời, thực lực của chính Tiêu Chính Văn cũng đột phá đến thiên cảnh cấp 2 ngay sau đó. Vèo, sau khi một tia chớp màu tím đánh xuống, cảnh giới của Tiêu Chính Văn lại cao hơn, lên thẳng đến thiên cảnh cấp 3. Đại đế thế mà lại đột phá, đại tướng Dạ Xoa hơi ngạc nhiên nhìn về phía căn phòng bí mật. Màn sáng chói mắt đó lao thẳng lên trời, đồng thời trong màn sáng như có tiếng rồng gầm. Ngay sau đó cảnh giới của Tiêu Chính Văn lại được tăng lên một bậc, chớp nhoáng đã đột phá đến thiên cảnh cấp 3. Không lâu sau, thực lực của Tiêu Chính Văn đã đột phá đến thiên cảnh cấp 9 đỉnh cao. Phải biết đây là cảnh giới thần hồn của Tiêu Chính Văn, nếu Tiêu Chính Văn quay về ngoài lãnh thổ, dung nhập vào cơ thể của mình lần nữa, cảnh giới vẫn sẽ cao hơn một bậc. Nói cách khác lúc này cảnh giới của Tiêu Chính Văn đã cực kỳ gần với cảnh giới chuẩn thánh. Sau thiên kính thì có cảnh giới chuẩn thánh, đã là một nửa thánh nhân, đó là sự tồn tại vượt xa cả cảnh giới chân tiên. Thậm chí chuẩn thánh chỉ cần một ý niệm đã có thể tiêu diệt một hành tinh nhỏ. Thế nên sự cách biệt giữa hai người quả thật là một trời một vực. Nếu lại đột phá thêm thánh cảnh thì có thể tự do đi lại trong vũ trụ. Cả vùng ngoài lãnh thổ đến bây giờ cũng chỉ có 6 người từng đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, một người là Khổng Cập tổ tiên khai sáng của nhà họ Khổng, hai người còn lại chính là Bạch Khởi và Mộng Điệp. Ba người khác đều lén lút đột phá, hơn nữa làm gì cũng cực kỳ khiêm tốn,
đến giờ cũng không có ai biết rốt cuộc ba người còn lại là ai. Thậm chí ngay cả Khổng Cập tổ tiên của nhà họ Khổng, cũng mới đột phá ở cảnh giới này vào 1.000 năm trước. Còn cảnh giới chuẩn thánh là một ranh giới quan trọng của việc phân chia tiên phàm, người vượt qua bước này mới được xem đã siêu thoát khỏi thế gian thật sự. Nhưng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người đều bị mắc lại ở ngưỡng cửa chuẩn thánh. Chương 5030 theo ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục, đạt đến cảnh giới chuẩn thánh là có thể đạt được cảnh giới hợp nhất thiên nhân với vũ trụ này, hơn nữa chỉ có đến bước này mới có thể xem là thoát khỏi việc thay xương đổi thịt. Thật ra theo cách nói trong Thiên Sơn Thư Lục, dù đạt đến cảnh giới này cũng chỉ có thể được xem là tiên nhân trong truyền thuyết thôi. Nhưng so với tiên, thần là sự tồn tại mạnh hơn, còn thánh nhân cách thần cảnh một khoảng cách cực kỳ lớn. Dù sao tiên cũng chỉ có thể tiêu dao tự do, còn thần thì lại tạo ra vạn vật. Nói cách khác thần có thể tạo ra một vũ trụ chỉ thuộc về riêng mình. Chỉ có đạt đến cấp bậc đó của thần mới có thể thông suốt đi giữa các vũ trụ, thậm chí có thể nắm quyền sinh tử của tất cả sinh linh trong vũ trụ này. Mặc dù lúc này Tiêu Chính Văn vẫn chưa bước vào cảnh giới chuẩn thánh nhưng phía sau anh đã xuất hiện một vầng sáng màu đen cực lớn. Cực kỳ giống với thánh quang đằng sau 10 vị con cưng của trời ở chư thiên thần giới. Nhưng cùng lúc đó Tiêu Chính Văn xuất hiện trong thánh quang, sau đó giơ tay lên bóp nát thánh quang. Mặc dù không có thánh quang làm nền nhưng lúc này khí tức của Tiêu Chính Văn lại làm cho người khác nhìn mà sợ, chỉ muốn cúi đầu bái chào. Mãi đến lúc này Tiêu Chính Văn mới đứng lên ra khỏi mật thất. Đại đế bế quan mấy ngày rồi, trông có vẻ càng thêm anh võ lắm, hơn nữa khiến bọn tôi không khỏi muốn đi bái chào. Phán quan mặt đen lập tức bước đến trước chắp tay nói. Nghe thế Tiêu Chính Văn nhíu mày, phán quan mặt đen là lục phán có tiếng trong âm phủ, người giống ông ta không giỏi xu nịnh. Nếu những gì ông ta nói là sự thật, ngược lại không phải là điều Tiêu Chính Văn muốn. Mặc dù thể hiện thực lực có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng thường kiêu ngạo quá mức, ngược lại sẽ tự gây mình với người ta. Hơn nữa khi chỉ có gần đến trận chiến, thể hiện sức chiến đấu thật của mình mới có thể bắt được đối thủ của mình một cách bất ngờ. Thấy Tiêu Chính Văn nhíu mày, phán quan mặt đen toát cả mồ hôi lạnh. Cậu Tiêu, lẽ nào dù cậu muốn đạt đến cảnh giới có trong truyền thuyết sao, đại trướng Dạ Xoa bên cạnh cũng cảm thấy không thoải mái, hỏi thẳng. Có lẽ là ông nhìn lầm rồi. Nói rồi Tiêu Chính Văn lặng lẽ áp chế tu vi của mình, khí tức bình thường của thánh nhân đó lập tức biến mất. Sau đó đến thẳng trước mặt Phù Kiên tổng quản ở âm phủ. Phù Kiên xin chào đại đế. Từ khi Tiêu Chính Văn bế quan, Phù Kiên vẫn luôn canh ở bên ngoài, không rời khỏi núi Thiết Phi một bước. Chương 5031 chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Nghe thấy thế Phù Kiên vội đứng lên, đi theo phía sau Tiêu Chính Văn đi khỏi núi Thiết Sơn không giúp. Ông Hắc, lúc nãy ta nói nhầm cái gì sao, đại tướng Dạ Xoa nhíu mày nói. Đại, đế Tiêu là người rất thích khiêm tốn, có vài lời có thể nói nhưng có một vài không thể nói lung tung, phán quan mặt đen nói thẳng. Lúc này trong đại điện U Quân ở thập điện Diêm Vương của âm phủ diễn ra cảnh tượng kinh người, thập điện Diêm Vương chia thành hai bên. Có rất nhiều âm binh quỷ tướng tuần tra xung quanh. Nếu âm phủ đã là một thế giới, dĩ nhiên cũng có quy tắc của âm phủ. Mặc dù nơi này là nơi cuối cùng của thần hồn nhưng thần hồn cũng có sự khác biệt của sinh tử, mỗi người trong âm phủ cũng đều có tuổi thọ thuộc về họ. Người nắm giữ mọi thứ là Đại đế U Minh. Lúc này nếu Tiêu Chính Văn đã được nhận là hóa thân của Đại đế U Minh, vậy thì quyền sống hay chết ở cả địa phủ cũng nên giao cho Tiêu Chính Văn quản. Tiêu Chính Văn được Phù Kiên đi xuyên qua con đường U Minh ở Đại điện Minh Quân, sau khi nhận mấy cái quỳ lạy của rất nhiều âm binh thì anh đi vào Đại điện Minh Quân. Nơi này mới là nơi xử lý, giải quyết sự vụ hành chính của thập điện Diêm Vương. Đại đế, mời. Phù Kiên làm động tác mời, sau đó cung kính cúi người xuống. Lúc này Tiêu Chính Văn đã không phải là vua Bắc Lương lúc mới đến thế tục nữa rồi. Mà người bản địa ở cả địa phủ đều xem anh như vua xứng danh của cả âm phủ. Phù Kiên thân là người nắm giữ tất cả binh mã ở âm phủ dĩ nhiên không dám rể rà để Tiêu Chính Văn đợi. Ngay lúc thập điện Diêm Vương lần lượt đi ra ngoài chính điện, ngay khi quỳ xuống đất trước Tiêu Chính Văn, bỗng có một cơn gió nổi đến, một chiếc xe ngựa màu đỏ từ trên trời đi xuống. Chạy lao về phía Tiêu Chính Văn. Thấy thế Phù Kiên giơ tay lên đánh ra luồng tà khí.
dù sao ông ta cũng là tướng quân của âm phủ, thực lực không hề tầm thường, chỉ vung tay như thế thôi đã có uy lực hủy diệt trời đất. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Phù Kiên, uy thế của đối phương không hề giảm, mà xem như Phù Kiên không tồn tại. Ai dám to gan, đại tướng Dạ Xoa cầm Xiên Thác Thiên đứng thẳng người lên. Đối phương tránh khỏi đại tướng Dạ Xoa, tiếp tục lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng quay đầu lại nhìn người đến. Trên chiếc xe ngựa đi vào trên bầu trời quảng trường trước đại điện Minh Quân, Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông mặc đồ đen đi đầu, người đó cũng khinh thường nhìn chằm chằm vào anh. Ai đấy, dám to gan xông vào đại điện Minh Quân, quấy rầy đại đế, các người chịu trách nhiệm nổi sao? Phán quan mặt đen bước ra lạnh lùng hỏi. Chương 5032 nghe thế người đàn ông mặc đồ đen cười mỉa nói, gì cơ? Đại đế, ở đâu ra đại đế? Sao tôi không biết đại đế hồi sinh? Còn có người muốn mượn cái danh đại đế để chiếm đoạt quyền lực của âm phủ hả? Người đàn ông mặc đồ đen không hề sợ phán quan mặt đen, ngược lại còn chế giễu chất vấn mọi người. Lúc này Phù Kiên tiến đến thấp giọng nói nhỏ bên tai phán quan mặt đen, chiếc xe ngựa phía sau cậu ta rất có quyền lực, không đắc tội nổi đâu. Ồ, nghe thế phán quan mặt đen mới để ý đến chiếc xe ngựa đằng sau người đàn ông mặc đồ đen. Đó là xe của Mã Vương gia, phán quan mặt đen vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe ngựa đó, chính là xe ngựa của Mã Vương gia có tiếng trong âm phủ. Lẽ nào ông muốn ngăn đại đế đến điện sao? Âm phủ có quy tắc của âm phủ, nếu ông muốn khai chiến với âm phủ thì hãy nói rõ. Phù Kiên cũng bước đến trước lớn tiếng đe dọa. Khai chiến, các người cũng xứng sao, người đàn ông mặc đồ đen kiêu ngạo nói. Năm đó một mình Mã Vương gia cưỡi ngựa làm loạn ở âm phủ hệt như đi vào chỗ không người, nếu thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng thay đổi, hôm nay Mã Vương gia đã được xem như là sự tồn tại độc nhất vô nhị ở âm phủ rồi. Mặc dù chưa nắm quyền được ở âm phủ nhưng dù là âm tư hay thập điện Diêm Vương cũng nể mặt ông ta. Ở âm phủ, ông ta có địa vị giống như nhà họ Trần ở ngoài lãnh thổ, mặc dù không lộ mặt nhưng không thể xem thường. Nếu đã là đại đế đến điện thì chúng ta vẫn nên tạo điều kiện cho đại đế. Ngay lúc hai bên còn dương cung bạt kiếm, trong xe ngựa bỗng vang lên giọng nói lớn tuổi. Nghe thấy giọng nói đó vang lên từ trong xe, người đàn ông mặc đồ đen mới cười khẩy lùi về bên cạnh xe ngựa. Chỉ là sắc mặt mấy người đại tướng Dạ Xoa đã cực kỳ khó coi. Dù sao người ở tại đây ngoài họ thì còn có thập điện Diêm Vương. Đối phương làm thế không chỉ gây khó cho họ mà còn ra oai với Tiêu Chính Văn. Hừ, tôi muốn xem thử rốt cuộc người ngồi trong xe là, không để đại tướng Dạ Xoa nói hết câu, phán quan mặt đen đã bước lên trước nói nhỏ vào tai ông ta. Khi nghe thấy người ngồi trong xe lại là Mã Vương gia, đại tướng Dạ Xoa cực kỳ ngạc nhiên, vội ngậm miệng lại. Năm đó khi Mã Vương gia xông vào âm phủ, đại đế U Minh vẫn còn đang nắm quyền âm phủ. Nhưng dù thế Mã Vương gia vẫn đi lại rất tự nhiên. Bây giờ mặc dù Tiêu Chính Văn cũng được công nhận là đại đế U Minh của âm phủ, nhưng hiện giờ Tiêu Chính Văn vẫn không thể so được với đại đế U Minh vào thời kỳ hưng thịnh năm đó. Chương 5033 dù là thập điện Diêm Vương hay âm tư, dù là danh vọng hay địa vị, vũ lực đều không thể so được với Mã Vương gia. Hơn nữa Mã Vương gia còn là nhân vật thời đại thần thoại ở thời kỳ xa xưa của Hoa Quốc. Có thể nói tư cách lão luyện hơn hoàng đế, nói một cách chính xác thì thập điện Diêm Vương cũng chỉ là hậu bối của ông ta. Hơn nữa không chỉ âm phủ có mối quan hệ rất thân thiết với ông ta mà ngay cả thế tục và vùng ngoài lãnh thổ cũng có rất nhiều hậu bối đệ tử của Mã Vương gia. Tầm ảnh hưởng của ông ta là sự tồn tại có 102 trong 3 khu vực. Sau khi đại đế U Minh chết, Mã Vương gia cũng là người duy nhất có tư cách thay thế đại đế U Minh. Hơn nữa trong âm phủ ông ta cũng có tiếng nói rất lớn. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu Chính Văn giành mất nên ông ta xuất hiện ở đại điện Minh Quân, vừa là giao uy với Tiêu Chính Văn, vừa tuyên bố sự tồn tại của mình với cả âm phủ. Cậu Tiêu, mời, Phù Kiên làm động tác mời với Tiêu Chính Văn, sau đó dẫn đầu đi về phía đại điện Minh Quân. Đại tướng Dạ Xoa và mấy người phán quan mặt đen cũng thức thời đi theo phía sau Phù Kiên. Tiêu Chính Văn thích thú nhìn xe ngựa của Mã Vương gia, sau đó cũng đi theo mọi người đến đại điện Minh Quân. Đến trước cửa đại điện, Phù Kiên và mấy người phán quan mặt đen đều đồng loạt dừng bước, Tần Quảng Vương bước đến trước nói với Tiêu Chính Văn, đại đế,
bọn tôi không có tư cách đi vào đại điện Minh Quân nên chỉ có thể đợi ở ngoài. Mời cậu đi vào đại điện Minh Quân, trong điện có người đang chờ. Tiêu Chính Văn không nói gì nhiều, sải bước đi vào đại điện Minh Quân. Nói là đại điện nhưng thật ra là một thế giới khác thì đúng hơn. Từ khi bước vào cửa chính đại điện Minh Quân, cảnh tượng trước mặt Tiêu Chính Văn bỗng chốc thay đổi. Bên trong có núi có sông có đình, cái gì cũng có, trong một đình nhỏ ở giữa hồ cách đó không xa, một người đàn ông tóc dài mặc đồ trắng đang quay lưng về phía Tiêu Chính Văn chơi đàn. Tôi là Diêm La đang đợi đại đế đến, vừa dứt lời người đàn ông tóc dài chậm rãi xoay người lại. Khoảnh khắc Diêm La xoay người lại, Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên. Lúc này trên mặt Diêm La Vương xuất hiện hai sợi tơ màu đen rất rõ, giống hệt với sợi tơ màu đen xuất hiện ở Minh Hà. Gương mặt của Diêm La Vương cũng bị khí màu đen bao phủ, không nhìn rõ khuôn mặt thật. Ông là Diêm Vương, Diêm La ở phía đối diện hít sâu một hơi, đúng thế, trước kia mọi người đều gọi tôi là Diêm Vương, cũng là chủ của âm phủ. Nhưng bây giờ tôi đã không ra khỏi đây mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm, Tiêu Chính Văn lập tức nghĩ đến việc âm tư cũng quản lý cả âm phủ mấy ngàn năm, lẽ nào bên trong đó có liên quan đến sợi tơ màu đen trên người Diêm Vương? Chương 5034 hay nói cách khác, mấy ngàn năm trước ông nhiễm phải sợi tơ màu đen này nên thập điện Diêm Vương mới nhường âm phủ lại cho âm tư. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Đúng là thế. Nhưng nơi làm tôi nhiễm phải sợi tơ này lại không phải ở âm phủ, cũng không phải là Minh Hà, mà là ở thế tục. Nói đến đây, giọng Diêm La trở nên kích động. Ở thế tục ư, câu trả lời này khiến Tiêu Chính Văn khá bất ngờ. Thế tục mà cũng bị sợi tơ màu đen này xâm chiếm. Đúng thế, thậm chí có thể nói ngay cả cái chết của Đế Tuấn cũng liên quan đến sợi tơ màu đen bí ẩn này. Năm đó tôi tình cờ bị sợi tơ màu đen này làm cho bị thương trong một hang động ở thế tục. Nhưng không ngờ sau khi vết thương lành, trong người lại để lại hai sợi tơ màu đen, cũng không thể xóa bỏ nó, mà thần trí tôi cũng ngày càng không tỉnh táo vì sợi tơ màu đen này. Thỉnh thoảng rất nhiều ảo ảnh xuất hiện trước mặt nên mới ẩn cư ở đây. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, thật ra lần này tôi đến âm phủ là muốn mượn binh lính ở âm phủ chống lại Chư Thiên Thần Giới. Tiêu Chính Văn cũng không biết mọi hành động của Chư Thiên Thần Giới. Tình hình hiện nay cực kỳ bất lợi với Tiêu Chính Văn, vì các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ gần như đều đứng về phía Chư Thiên Thần Giới. Dù lúc này Tiêu Chính Văn quay về vùng ngoài lãnh thổ, Chư Thiên Thần Giới cũng sẽ lợi dụng các thế lực ở ngoài lãnh thổ để chống lại Tiêu Chính Văn trước, cho đến khi các thế lực ngoài lãnh thổ bị tiêu diệt hết thì Chư Thiên Thần Giới mới mở một cuộc đại sát. Đến lúc đó một mình Tiêu Chính Văn không thể bảo vệ được cho vùng ngoài lãnh thổ. Một khi ngoài lãnh thổ bị tấn công vào thì cách lúc thế tục suy tàn cũng không còn xa. Đại đế nói đùa rồi, bây giờ cả âm phủ đều nghe theo lệnh của đại đế, chỉ cần đại đế ra lệnh, hàng triệu âm binh có thể nhảy vào biển lửa vì đại đế bất cứ lúc nào. Diêm La trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, bỗng quay sang Diêm La nói, ông là Diêm Vương nắm quyền âm phủ, tại sao phải đến thế tục? Hàng trăm nghìn năm nay. Cả thế tục gần như ai cũng biết Diêm La Vương chính là vua của Minh giới cai quản âm phủ, người giống như ông ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới thế tục. Long tộc, chúng tôi đang tìm di tích Long tộc và tất cả những gì thuộc về Long tộc, trên thực tế, không chỉ có một mình tôi tới thế tục mà âm tư và Diêm Vương của bốn điện đều tới âm phủ cả. Nói tới đây, Diêm La giống như đang hồi tưởng lại gì đó, lại tiếp tục kể thật ra, từ mấy nghìn năm trước. Âm phủ đã dự cảm được bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ tới cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại. Dù là âm phủ hay vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí bao gồm cả thế tục, mọi người đều là đồng bào, một khi chiến trường vùng ngoài vũ trụ có bất trắc gì, âm phủ chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy, vậy nên chúng tôi mới quyết định đi tìm bí mật của Long tộc. Chương 5035 lúc Long tộc thống trị thế gian, Chư Thiên Thần Giới không phải chưa từng tới xâm phạm, chỉ là bọn họ đã thất bại. Hơn nữa còn thất bại thảm hại. Chúng tôi không ham mê bí mật bên trong di tích Long tộc, bởi vì bản thân chúng tôi đã có cơ thể trường sinh bất lão. Chúng tôi cần biết năm đó rốt cuộc Long tộc đã đánh bại Chư Thiên Thần Giới ra sao, chúng tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình. Nói tới đây, Diêm La không khỏi thở dài không thôi, chuyến đi tới thế tục không những chẳng thể đạt được ý nguyện, thậm chí tứ điện Diêm Vương cùng ông ta tới thế tục cũng đều giống như ông ta, nhiễm phải sợi tơ màu đen này. Mà trong số thập điện Diêm Vương,
năm điện quan trọng nhất đều đã mất đi năng lực cai quản một phương, vậy nên mới để cho Âm Tư tiếp quản quyền hành tại âm phủ. Cũng có thể nói, kế hoạch tới thế tục của mấy người đã hoàn toàn thất bại, tới cuối cùng cũng chẳng thể tìm được bí mật của Long tộc, Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Không sai, thật ra trước lúc này, chúng tôi đã có thể xác định di tích Long tộc nằm ở thế tục Hoa Quốc, thế nhưng chúng tôi gần như đã tìm kiếm hết các ngọn núi con sông lớn ở thế tục Hoa Quốc, vậy mà cuối cùng vẫn chưa thể đạt được ý nguyện. Còn tôi cũng sắp sửa bị sợi tơ màu đen này hút cạn tu vi rồi. Giọng nói của Diêm La càng lúc càng khó nhọc hơn. Vậy Diêm Vương của bốn điện khác thì sao? Tiêu Chính Văn thấy chỉ có một mình Diêm La nên mới tiện miệng hỏi. Bọn họ, lúc này đã trở thành phế nhân rồi, nếu như không phải trong điện Minh Quân có nguyên thần của Thượng Quân Hậu Thổ bảo hộ thì năm người chúng tôi đã hồn bay phách tán từ lâu rồi. Trong giọng nói của Diêm La mang theo mấy phần khổ sở, khó nhọc lên tiếng. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, Diêm La không có lý do gì để lừa anh, mà căn bản cũng chẳng thể lừa nổi. Thập điện Diêm Vương cai quản âm phủ mấy chục nghìn năm, sao có thể dễ dàng giao quyền hành của âm phủ cho Âm Tư? Hơn nữa, trên thế gian này ai có thể khiến cho thập điện Diêm Vương với cơ thể bất tử tan thành cho bụi? Nếu như không phải xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, Âm Tư căn bản không thể thay thế được thập điện Diêm Vương. Vậy nên tiếp theo đây Âm Tư xuất hiện cục diện rối ren thì cũng chẳng có gì kỳ lạ nữa. Ngọn nguồn của tất cả những chuyện này đều là trung tâm quyền lợi của âm phủ xảy ra vấn đề, chẳng thể chấn áp được thế lực các phương thêm nữa, lúc này mới khiến cho âm phủ trở nên rối ren loạn lạc. Cuối cùng Tiêu Chính Văn liếc nhìn Diêm La rồi quay người bước ra khỏi điện Minh Quân. Đại đế, Tiêu Chính Văn vừa mới sải bước tiến ra, mấy người phù kiên đã tiến lên đón, đặc biệt là hai người Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kỳ vọng. Nếu như không có những lời khi trước của Diêm La, có lẽ Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể hiểu được tâm tư của hai người bọn họ, thế nhưng bây giờ, bọn họ phần lớn đang lo lắng cho mấy người Diêm La. Có điều, rõ ràng mấy người Diêm La lo lắng những người khác cũng sẽ bị sợi tơ màu đen này quấn vào người như ông ta nên mới hạ lệnh cấm, không cho phép bất cứ ai đặt chân vào trong điện Minh Quân. Chương 5036 lúc này. Điều mà Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương quan tâm nhất là sự sống chết của mấy người Diêm La. Hơn nữa, sau lưng hai người bọn họ còn có mấy quỷ tướng trẻ tuổi, cũng đang nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt mong chờ. Chúng tôi bái kiến đại đế. Sở Giang Vương vội vàng giới thiệu với Tiêu Chính Văn, vị này là quỷ tướng Tuần Hải dưới trướng Diêm La Vương. Vị này là quỷ tướng Trảm Ma dưới trướng Đô Thị Vương. Vị này là quỷ tướng Thanh Diện dưới trướng Tống Đế Vương. Đại đế, không biết, ba quỷ tướng lên tiếng, đồng loạt hướng ánh mắt về phía điện Minh Quân. Mấy người Diêm La đều ổn cả, mọi người không cần phải lo lắng nữa, chỉ có điều vết thương của bọn họ vẫn chưa lành, tạm thời không thể rời khỏi điện Minh Quân. Tiêu Chính Văn an ủi mọi người một câu, cũng không nói nhiều thêm gì cả. Với tình hình bây giờ của mấy người Diêm La, Tiêu Chính Văn quả thực không thể nói ra sự thật. Đại đế, vừa nãy chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Trước đó có hành động mạo phạm tới đại đế, vẫn mong đại đế có thể rộng lượng cho chúng tôi một cơ hội lập công chuộc tội. Không sai, kể từ ngày hôm nay trở về sau, chúng tôi cam tâm tình nguyện không màng nguy hiểm vì đại đế, vẫn mong đại đế bỏ qua cho. Ba quỷ tướng đồng loạt tiến lên trước chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn, mặt mang theo vẻ chờ mong. Đại đế, mấy người bọn họ đã đặt xong nhà hàng, chuẩn bị mời cậu dùng cơm. Đồng thời cũng muốn để cho tất cả thế lực trong thế tục tới bái kiến cậu. Dẫu sao bây giờ tất cả mọi người trong âm phủ đều muốn được trông thấy diện mạo thật sự của đại đế, phán quan mặt đen vội vàng tiến lên trước giải thích. Vì phải mượn người mượn quân bên phía âm phủ nên Tiêu Chính Văn cũng không phản đối. Nhà hàng mà ba người họ đặt cũng không phải một nơi tầm thường mà là nơi chuyên để cho thập điện Diêm Vương và năm bộ âm tư tiếp đón khách quý. Người bình thường căn bản còn không có cả tư cách bước qua cửa. Dưới sự vây quanh của mấy người Sở Giang Vương, Tiêu Chính Văn bước thẳng vào trong nhà hàng. Mấy người Thanh Diện đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ bao cả nhà hàng mà còn đặc biệt tìm tới mấy chục mỹ nữ quốc sắc thiên hương tới từ khắp nơi trong âm phủ để làm thị nữ cho nhà hàng. Ở trước cửa còn có một tấm biểu ngữ để công khai bày tỏ cho cả âm phủ thấy được thái độ của bọn họ đối với Tiêu Chính Văn. Đại đế! Ẩm thực của âm phủ chúng tôi không thể so được với thế tục, vẫn mong đại đế đừng để bụng, phán quan mặt đen nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn vài câu.
dẫu sao bên phía âm phủ cũng có rất nhiều cấm kỵ, mấy món ăn như dê hay bò ở âm phủ đều bị nghiêm cấm rõ ràng. Chương 5037 không sao, Tiêu Chính Văn không bận tâm, nói. Tiêu Chính Văn vừa mới ngồi xuống, mấy người thanh diện đã dẫn theo một nhóm âm binh và quỷ tướng dưới trướng Nam Điện Diêm Vương lần lượt tới kính rượu Tiêu Chính Văn. Vào lúc mọi người đang chè chén vui vẻ, người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở Điện Minh Quân lúc trước lại có mặt trước nhà hàng. Người không phận sự xin dừng bước, người đàn ông mặc đồ đen vừa định tiến lên trước thì đã bị một âm binh ngăn lại. Cậu nói tôi là người không phận sự hả? Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng quan sát âm binh kia, nói. Thật sự xin lỗi, cho dù anh là người bên cạnh Mã Vương gia thì hôm nay cũng không thể vào trong, tướng quân nhà chúng tôi và các đại nhân đã bao trọn nhà hàng rồi, vậy nên xin anh quay về cho âm binh đó chắp tay nói với người đàn ông mặc đồ đen. Cả âm phủ ai cũng biết người đàn ông này là thân tín bên cạnh Mã Vương gia, danh vọng ở âm phủ cực kỳ cao, cho dù là thập điện Diêm Vương thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Chỉ là hôm nay khác với khi trước, trên con phố bên ngoài nhà hàng đông kín người, mà mỗi người tới đây đều có địa vị cực kỳ cao. Những người này rõ ràng đều tới vì bốn chữ U Minh Đại Đế. Cho dù là bọn họ hay là gia tộc phía sau lưng bọn họ cai quản một phương ở âm phủ thì hôm nay cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi Tiêu Chính Văn gọi vào gặp, bất cứ ai đều không có đặc quyền gì cả. Nếu như chỉ cho một mình người đàn ông mặc đồ đen đi vào bên trong nhà hàng thì e rằng sẽ hỏng hết quy tắc, vậy nên âm binh đó mới to gan chặn hắn ở bên ngoài cửa. Cậu dám chặn tôi, người đàn ông mặc đồ đen bật cười lạnh lùng. Vẫn mong anh lượng thứ cho, dẫu sao hôm nay cũng không giống với khi trước, tôi xin được nhận tội với anh ở đây, âm binh đó vội vàng chắp tay nói với người đàn ông mặc đồ đen. Đừng nói là cậu. Ngay cả mấy người thanh diện cũng không dám hỗn láo với tôi như thế. Vừa nói dứt lời, người đàn ông mặc đồ đen vung ống tay áo, một tia sáng màu đen lóe qua, biến âm binh trước cửa hóa thành cho bụi. Ai đang gây chuyện, vào khoảnh khắc người đàn ông mặc đồ đen ra tay, quỷ tướng thanh diện đã phát giác ra, quay phát đầu lại nhìn về phía cửa. Vừa dứt lời, quỷ tướng thanh diện đã xuất hiện trước cửa nhà hàng. Thấy âm binh canh cửa bị giết. Sắc mặt quỷ tướng thanh diện xa sầm lại. Đó là thuộc hạ của hắn, cho dù người đàn ông mặc đồ đen là người của Mã Vương gia thì cũng không thể tùy ý xử lý thuộc hạ của hắn. Thập điện Diêm Vương trước kia có mối thù sâu đậm với Mã Vương gia, bây giờ người đàn ông mặc đồ đen lại công khai giết âm binh của thanh diện, vì vậy, mùi thuốc súng trong không khí trở nên nồng nặc hơn. Những người khác cũng cảm thấy người bên ngoài không phải người tốt, nên lần lượt ra khỏi nhà hàng. Tiêu Chính Văn cũng đi theo mọi người, là người cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng. Chương 5038 anh thật sự tưởng rằng mình là đại đế à? Người đàn ông mặc đồ đen quay lại nhìn Tiêu Chính Văn đang chắp tay sau lưng, chế nhạo. Tên kia, lần này anh đi xa quá rồi. Hôm nay tôi mời đại đế, không hề mời anh nên biết điều chút, đừng để người ta chê cười. Sắc mặt của tướng quỷ Trảm Ma vô cùng khó coi. Mọi người bình tĩnh đã. Hình như có hiểu lầm gì rồi, chuyện hôm nay xảy ra đột ngột nên tôi không kịp gửi thiệp mời tới, đều là do tôi sơ suất, mong mọi người dĩ hòa vi quý. Phán quan mặt đen vội vàng đứng ra dàn xếp mọi việc. Lời này của ông ta giữ thể diện cho Mã Vương gia, đồng thời cũng nể mặt quỷ tướng thanh diện. Hơn nữa, mỗi người đều là đại diện của một thế lực, nếu gây chiến ở đây thì chắc chắn âm phủ sẽ trở nên hỗn loạn. Cho dù là năm bộ âm tư hay thập điện Diêm Vương thì đều không muốn đối đầu với Mã Vương gia vào lúc này. Dù sao chư thiên thần giới không chỉ uy hiếp vùng ngoài lãnh thổ, mục tiêu tiếp theo có thể sẽ là âm phủ, đối đầu với bọn họ vào lúc này chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nhìn phán quan mặt đen, khinh thường nói, ta chẳng sao cả, chỉ là có một số người đề cao bản thân quá rồi. U Minh Đại Đế đâu dễ làm như vậy. Hơn nữa. Bao cả nhà hàng, không cho người khác vào là quy tắc gì thế? Lẽ nào U Minh Đại Đế có thể không màng đến quy tắc sao? Vừa nói, người đàn ông mặc đồ đen đã đổ hết lỗi lên đầu Tiêu Chính Văn. Hắn nghĩ cho dù uy danh của Tiêu Chính Văn cao đến đâu thì cũng không phải người âm phủ. Nói cách khác, cho dù Tiêu Chính Văn trở thành U Minh Đại Đế thì vẫn cần có được sự công nhận của các thế lực âm phủ. Thế lực của Mã Vương gia không thua kém gì thập điện Diêm Vương.
Tiêu Chính Văn lấy lòng bọn họ còn không kịp chứ nói gì đến việc đắc tội với bọn họ. Dù sao thì việc thống trị toàn bộ âm phủ bằng sức mạnh của chính mình cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi. Ngay cả Mã Vương gia trước đây cũng chỉ có thể ngồi một bên, không dám thèm muốn toàn bộ âm phủ. Mã Vương gia là ai? Đó là thần thoại một mình xông vào âm phủ như đi vào cõi không người, sao Tiêu Chính Văn có thể sánh bằng? Chỉ cần một chữ không của Mã Vương gia, vị trí đại đế của Tiêu Chính Văn e là không giữ nổi nữa. Hơn nữa, 1/10 âm binh ở âm phủ nằm trong tay Mã Vương gia, mặc dù chỉ là 1/10, nhưng cũng lên đến mấy chục triệu âm binh. Nếu là người khác, có lẽ sẽ làm theo những gì người đàn ông mặc đồ đen nói, cố gắng lôi kéo Mã Vương gia, thậm chí còn lấy lòng bọn họ. Nhưng đáng tiếc người hắn gặp lại là Tiêu Chính Văn. Không màng quy tắc, Tiêu Chính Văn cười nhạt. Không đúng sao, nhà hàng vốn là nơi ăn uống, anh lấy danh nghĩa U Minh Đại Đế, không cho người khác vào nhà hàng chẳng phải là không màng đến người khác sao? Chương 5039 người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng chế nhạo. Ý của hắn là vị trí U Minh Đại Đế của Tiêu Chính Văn cần sự công nhận của Mã Vương gia, nếu không, cho dù Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương đồng ý thì Tiêu Chính Văn cũng không thể ngồi lên ngôi vị Đại Đế. Còn một chuyện nữa, tôi muốn nhắc nhở anh. Trước khi Mã Vương gia chấp thuận, không ai có thể ngồi lên vị trí đại đế. Người đàn ông mặc đồ đen vừa dứt lời, mây đen kéo tới, vô số âm binh bao vây khắp nơi. Trên bầu trời, vô số lá cờ chiến tung bay trong gió, cả bầu trời tràn ngập tiếng người hò hét. Là Mã Vương gia, sắc mặt của Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương chợt thay đổi. Từ mấy ngàn năm trước, Mã Vương gia đã đột phá cảnh giới chuẩn thánh, bước vào cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Trong âm phủ chỉ có thiên tử Diêm La của Tịnh Nhật là có thể chống lại ông ta, nhưng Diêm La đã sống ẩn giật trong điện minh quân hàng ngàn năm rồi, còn ai có thể là đối thủ của ông ta đây? Trong trận đại chiến giữa âm phủ và đế tuấn trước đây, Mã Vương gia cũng là nhân vật lập nên những chiến công lớn, có thể nói mọi người trong âm phủ đều biết ông ta là nhân vật lớn thứ hai ở âm phủ chỉ sau U Minh Đại Đế năm đó. Trước đó, Âm Tư đã bí mật dàn xếp cho con gái của Tả Bạch Đào lừa Tiêu Chính Văn đến âm phủ, định giết Tiêu Chính Văn trước điện thần hoàng, đây cũng là kết quả của kế hoạch bí mật của Mã Vương gia. Có thể nói, người đứng sau Âm Tư chính là Mã Vương gia. Thấy xe của Mã Vương gia xuất hiện, sắc mặt của đám người đại tướng Dạ Xoa liền thay đổi, dù sao bọn họ cũng thua xa Mã Vương gia cả về địa vị và thực lực. Kính chào Mã Vương gia. Mọi người đồng loạt cúi chào trước xe ngựa của Mã Vương gia. Phán quan mặt đen và đại tướng Dạ Xoa cũng vô cùng căng thẳng. Mặc dù trước đây Tiêu Chính Văn có thể giết U Minh đế quân, nhưng so với Mã Vương gia, thực lực của Âm Tư chẳng là gì cả. Tiêu Chính Văn hiện giờ không đủ năng lực, cũng không có tư cách để đấu với Mã Vương gia. Mã Vương gia chậm rãi bước xuống xe ngựa, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn tất cả mọi người, với địa vị và uy danh của mình. Ông ta không cần tỏ ra khí thế. Chỉ ba chữ Mã Vương gia cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc khiếp sợ. Sở Giang Vương vội vàng nháy mắt với Tiêu Chính Văn, ra hiệu cho Tiêu Chính Văn cũng nên tiến lên chào hỏi một tiếng. Dù sao đối phương cũng là người có thực lực. Nếu bây giờ xảy ra xung đột với đối phương thì người thiệt sẽ là Tiêu Chính Văn. Danh hiệu Mã Vương gia không phải là vô nghĩa, người này không chỉ độc ác mà còn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu hôm nay sơ ý, Mã Vương gia có thể sẽ là người đầu tiên trừng trị Tiêu Chính Văn. Chương 5040 hôm nay Mã Vương gia thể hiện ở nhà hàng như vậy chẳng qua là để chứng minh cho mọi người trong âm phủ rằng cho dù Tiêu Chính Văn là U Minh Đại Đế thì cũng phải cung kính trước mặt ông ta. Chỉ cần Tiêu Chính Văn tỏ ra cung phụng, thì cả âm phủ sẽ coi Tiêu Chính Văn như con rối của Mã Vương gia. Không cần nói thì mọi người đều biết người nắm giữ quyền lực âm phủ là ai. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ trở thành đại đế bù nhìn, còn Mã Vương gia sẽ trở thành Tào Tháo giúp đỡ thiên tử và ra lệnh chư hầu. Nơi này thật náo nhiệt, trong cung Mã Vương của tôi cũng có thể ngửi thấy mùi rượu thơm. Mã Vương gia chắp tay sau lưng, đi về phía mọi người. Đúng như lời đồn đại, Mã Vương gia không chỉ đầu báo mắt hổ, mà giữa hai mắt còn có một hoa văn thẳng đứng, đây chắc hẳn là con mắt thứ ba trong truyền thuyết. Khi ánh mắt lạnh lùng của ông ta lướt qua mặt mọi người, hầu như không ai dám nhìn thẳng, ngay cả đại tướng Dạ Xoa cũng phải cúi đầu. Uy lực của thánh nhân, đâu phải thứ bọn họ có thể chịu nổi.
nhưng Tiêu Chính Văn đã trải qua trăm trận chiến, chắc chắn sẽ không lùi bước vào giờ phút này. Tôi hy vọng ông nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Mã Vương ra, nói với vẻ không chút sợ hãi. Ha ha, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Mã Vương ra cười lớn, khẽ lắc đầu nói, vị trí đại đế của cậu được quan viên âm phủ công nhận chưa? Chưa có được sự công nhận của tôi, cậu thể hiện hơi sớm rồi đấy. Nói xong, quanh người Mã Vương ra tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hai mắt trở nên sắc lạnh. Nhìn thấy cảnh này, Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương đều sợ hãi. Nếu Mã Vương ra và Tiêu Chính Văn đánh nhau thì đừng nói đại tướng Dạ Xoa không thể giúp được gì, mà ngay cả hai vị nắm giữ thế lực một phương như bọn họ cũng không phải là đối thủ của Mã Vương ra. Nói hay lắm, nếu ông không công nhận U Minh Đại Đế như tôi thì hôm nay tôi sẽ cho ông tâm phục khẩu phục. Tiêu Chính Văn mỉm cười, phất tay, Phù Kiên bước lên trước, lạnh lùng nhìn Mã Vương ra, ngay cả tôi cũng phải cung kính gọi Đại Đế, lẽ nào ông muốn tạo phản sao? Ông chỉ là một võ phu dẫn binh mà thôi, có tư cách gì để chọn Đại Đế? Đúng là nực cười, mặc dù Mã Vương ra trông rất bình tĩnh, nhưng Phù Kiên xuất hiện và giúp đỡ Tiêu Chính Văn cũng khiến ông ta kiêng sợ. Dù sao phần lớn sức mạnh quân sự của âm phủ đều nằm trong tay Phù Kiên. Có sự hỗ trợ của Phù Kiên, tương đương với việc có được sự công nhận của phần lớn âm phủ. Mặc dù tôi không có quyền quyết định lựa chọn Đại Đế, nhưng Đại Đế đã được Thập Điện Diêm Vương và Ngũ Bộ Tư Âm công nhận, nếu ông dám bất kính thì sẽ là tạo phản. Phù Kiên lạnh lùng nói. Chương 5041 ha ha ha, ta còn tưởng vị Đại Đế này là một vị anh hùng, bây giờ xem ra cũng chỉ tầm thường như vậy mà thôi. Mã Vương ra châm chọc cười nói. Nghe thế Tiêu Chính Văn cũng ngẩng mặt lên bật cười. Ông không phục sao, vậy được thôi, có thể ra tay mà, tôi muốn xem thử ba mắt của Mã Vương ra rốt cuộc thế nào. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Phù Kiên và mấy người mặt xanh bước đến trước, mà phía sau họ cũng có mấy trăm âm binh đều cầm đao kiếm. Nghe thế sắc mặt Mã Vương ra cũng tối sầm lại, mặc dù hiện giờ cả âm phủ không ai là đối thủ của ông ta, ít nhất ngoài mặt ông ta vẫn là cao thủ hàng đầu ở âm phủ. Nhưng có Phù Kiên ở đây, ông ta vẫn không dám làm quá mức. Người của ông vừa nói không công nhận Đại Đế là tôi, đúng không? Tiêu Chính Văn quay sang nhìn người mặc đồ đen cười mỉa nói. Hừ, người mặc đồ đen tức giận hừ một tiếng với Tiêu Chính Văn, rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Vậy được, hôm nay tôi muốn anh công nhận Đại Đế là tôi trước mặt tất cả người ở âm phủ, đều quỳ xuống cho tôi. Tiêu Chính Văn nghiêm giọng nói. Ngay cả người mặc đồ đen cũng giật mình nhưng sau đó tức giận liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ dựa vào anh mà cũng muốn bảo tôi quỳ xuống ư, người áo đen khinh thường chế giễu. Hắn là người thân cận của Mã Vương gia, cả âm phủ ngoài Mã Vương gia, ai dám nhận một cái bái chào của hắn. Càng đừng nói đến việc quỳ xuống. Không phải chỉ anh mà là tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn lướt nhìn từ Mã Vương gia và các âm binh quỷ tướng đằng sau ông ta. Mọi người đều hít khí lạnh sau khi nghe anh nói thế. Tiêu Chính Văn đang nói Mã Vương ra quỳ xuống trước mặt anh. Ý cậu nói là ngay cả tôi cũng phải quỳ à? Nói rồi khí tức cả người Mã Vương ra bỗng dâng lên, vô số sấm chớp trên không trung đánh xuống, không khí xung quanh đều sắp ngưng kết lại. Lẽ nào ông không hiểu sao? Thần thấy vua dĩ nhiên phải quỳ rồi, Tiêu Chính Văn chế giễu. Tiêu Chính Văn nói những lời này trước mặt rất nhiều thế lực ở âm phủ chẳng khác nào giáng một cái thật đau vào mặt Mã Vương gia. Điều này đã không đơn giản là chế nhạo Mã Vương gia nữa, mà là đã ra uy với Mã Vương gia. Cậu nói tôi là thần thôi sao? Giọng Mã Vương gia đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt toát ra tia lạnh, sát khí đằng đằng. Xoạt, một tiếng sấm vang lên, khí tức chuẩn thánh cấp 1 ập đến. Thánh nhân! Chương 5042 cảnh giới thánh nhân đáng sợ thế nào? Hơn nữa từ xưa đến nay, có bao giờ thánh nhân phải quỳ trước người khác? Chỉ cần đạt đến bậc thánh nhân, mọi thứ trong thế gian kể cả thân phận và địa vị đều được nâng lên cao. Dù Tiêu Chính Văn là đại đế cũng không thể bảo thánh nhân quỳ gối, đây là quy tắc từ xưa đến nay. Đây là quy tắc mà mọi người đều phải tuân thủ, chỉ cần đột phá cảnh giới chuẩn thánh thì có thể vượt qua hết mọi thứ của thế gian. Vượt lên trên lễ nghi quân thần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng phải nể mặt Mã Vương gia.
Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương khó xử nhìn Mã Vương gia, hôm nay cho dù Mã Vương gia có quỷ hay không đều có thể diện và uy tín của một phương sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ông ta quỳ xuống thì sau này Mã Vương gia sẽ không còn uy phong nữa, nếu ông ta không quỳ gối thì ai còn công nhận đại đế Tiêu Chính Văn nữa. Chỉ có người mặc đồ đen cười nhạo nhìn Tiêu Chính Văn, cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn còn quá non, điều này đồng nghĩa với việc tự tay đưa mình vào thế khó. Mã Vương gia thấy mấy người Sở Giang Vương sửng sốt đứng đó thì bật cười, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, chỉ dựa vào cậu vẫn không có tư cách bảo tôi quỳ gối. Cậu đang tự rước nhục vào thân. Lúc này không ai nghĩ rằng lời Mã Vương gia nói có gì không ổn, ngược lại có không ít người bắt đầu nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt nghi ngờ. Như Mã Vương gia nói, nếu không phải Tiêu Chính Văn chủ động bảo người ta quỳ gối cũng sẽ không đi đến tình thế khó xử này. Dù Tiêu Chính Văn được Phù Kiên công nhận nhưng âm phủ sao có thể điều động đại quân bao vây tấn công một mình Mã Vương gia. Làm như thế dù cuối cùng giết được Mã Vương gia, danh tiếng của Tiêu Chính Văn và âm phủ cũng không còn, thế nên nhiều người vẫn rất đồng tình với cách nói của Mã Vương gia, Tiêu Chính Văn đang tự rước nhục vào thân. Mã Vương gia, ông nói đùa rồi, thật ra đại đế đến từ thế tục, theo quy tắc trong thế tục đúng là thần, hỗn xược. Không để phán quan mặt đen nói xong, Mã Vương gia quở trách. Phán quan mặt đen hoảng hốt vội ngậm miệng rồi lui về vị trí cũ, đâu dám nói thêm nửa chữ. Khí tức thánh nhân của Mã Vương gia lập tức bao phủ cả âm phủ, hầu như ai cũng cảm nhận được khí tức khiến người ta không khỏi muốn thần phục đó. Hầu hết các thế lực đều nhìn về phía nhà hàng. Nhưng đối mặt với uy lực của Mã Vương gia, Tiêu Chính Văn lại không hề sợ hãi, vẫn thờ ơ nhìn Mã Vương gia. Đến khi ông ta cách Tiêu Chính Văn không đến vài bước, Phù Kiên bỗng bước đến chặn trước mặt Tiêu Chính Văn. Chương 5043 Phù Kiên. Mã Vương gia tức giận nhìn Phù Kiên. Cho dù ông có là thánh nhân thì cậu ấy cũng là đại đế U Minh, nếu còn bước thêm nửa bước, ông là kẻ phản nước, Phù Kiên không cảm xúc nói. Cho dù Tiêu Chính Văn làm gì, nói gì thì anh cũng đã là đại đế U Minh, đây là sự thật không thể cãi. Thân là tướng quân âm phủ, bảo vệ Tiêu Chính Văn là trách nhiệm của Phù Kiên. Lúc này Mã Vương gia cũng rơi vào tình cảnh khó xử, nếu chỉ xét về thực lực cá nhân, tất cả những người có mặt ở đây đều thua dưới tay ông ta. Nhưng chỉ cần Phù Kiên ra lệnh thì ông ta phải đối mặt với âm phủ của cả âm phủ, đến lúc đó ông ta chết không nơi chôn thân. Nhưng sao ông ta có thể nuốt trôi cơn giận này? Tiêu Chính Văn dám hỗn láo trước mặt ông ta như thế, không ra uy với Tiêu Chính Văn trước mọi người, ông ta cam lòng sao được? Ông có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nói rồi Tiêu Chính Văn kéo một cái ghế sang rồi ngồi xuống. Mã Vương gia có nhiều đắn đo nhưng Tiêu Chính Văn lại cực kỳ thoải mái. Anh không phải là người âm phủ, dù âm phủ có đánh thành một mớ hỗn loạn cũng không liên quan đến anh. Phù Kiên, ông cũng thấy rồi đấy, không phải tôi gây chuyện mà là cậu ta khiêu khích trước, Mã Vương gia tức giận không thôi chỉ vào Tiêu Chính Văn. Khiêu khích, đây là khiêu khích à? Xem ra ông sống đến tuổi này vô ích rồi, Tiêu Chính Văn cười mỉa. Phù Kiên, lẽ nào đến giờ ông vẫn không rõ hàm ý của cậu ta sao? Lúc này chư thiên thần giới đã tấn công vào vùng ngoài lãnh thổ, rõ là cậu ta muốn mượn tay âm phủ đánh với chư thiên thần giới. Cuối cùng Mã Vương gia nói ra những lời nghẹn trong lòng. Chỉ cần Tiêu Chính Văn mang theo thân phận đại đế thì cả âm phủ rất có thể trở thành vật chắn cho Tiêu Chính Văn bảo vệ thế tục. Mặc dù Mã Vương gia cũng dòm ngó vị trí đại đế nhưng ông ta càng không muốn nhìn thấy âm phủ khai chiến trực diện với chư thiên thần giới. Thế nên mới gây khó dễ khắp nơi cho Tiêu Chính Văn, gây thù với Tiêu Chính Văn. Phù Kiên thở dài, lắc đầu. Thật ra sao Phù Kiên không biết được chứ? Chẳng qua ông ta và Mã Vương gia không có cùng suy nghĩ, thà bị chư thiên thần giới đánh còn hơn làm con dao đổ tể trong tay Tiêu Chính Văn. Ít nhất Tiêu Chính Văn vẫn có sức ảnh hưởng ở trong thế tục và uy danh ở vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này tham chiến, chắc chắn âm phủ sẽ không đơn độc đối diện với kẻ thù lớn mạnh. Tiêu Chính Văn không để Phù Kiên lên tiếng đã nói, Phù Kiên, đi truyền lệnh điều động tất cả âm binh ở âm phủ tiêu diệt núi Mã Vương cho tôi. Chương 5044 anh vừa nói thế, mọi người đều ngây ngốc. Núi Mã Vương là căn cơ của Mã Vương gia. Nói là một ngọn núi thì thật ra nó còn lớn hơn một thành phố, âm binh dưới trướng của Mã Vương gia đa phần đều xuất thân từ núi Mã Vương.
Đại đế, chuyện này, ngay cả Phù Kiên cũng sửng sốt. Còn muốn để tôi nhắc lại lần nữa à? Tiêu Chính Văn ngắt lời. Vâng, Phù Kiên đáp một tiếng rồi dặn dò một âm binh phía sau, truyền lệnh, trừ bộ âm phủ, tất cả âm binh đều tập hợp ở trước núi Mã Vương. Khi lá cờ mệnh lệnh lớn bay lên trời, vô số luồng khí đáng sợ bay về phía núi Mã Vương từ khắp nơi trong âm phủ. Rất nhiều âm binh như thủy triều lao đến bao vây núi Mã Vương. Đối mặt với trận thế trước nay chưa từng có, không chỉ Mã Vương ra sững sờ mà ngay cả mấy người Sở Giang Vương cũng ngây ngốc. Phù Kiên điều động toàn quân tinh nhuệ trấn thủ bốn phương bên trong âm phủ, có khác biệt về mặt bản chất so với những bia đỡ đạn tạp nham giết vào vùng ngoài lãnh thổ khi trước. Trong số những âm binh này, thực lực thấp nhất cũng ở ngưỡng đế cảnh, thậm chí còn có cả tu vi đại đế, hơn nữa trong số bọn họ, có khoảng một nửa có tu vi thiên cảnh cấp 1. Hơn nữa còn có không ít quỷ tướng, mặc dù không đạt tới cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, thế nhưng lại bộc phát ra khí tức của chuẩn thánh cấp 1. Có thể nói, đại quân này, ngay cả Mã Vương ra nhìn vào cũng thầm cảm thấy da đầu phát tê. Dẫu sao mấy chục nghìn năm trở lại đây, âm phủ là nơi duy nhất chưa từng bị xâm phạm, trải qua sự tích lũy suốt mấy chục nghìn năm, căn cơ của âm phủ sẽ thâm sâu tới độ nào. Lúc này, ngay cả sắc mặt của Mã Vương ra cũng trở nên trắng bệch. Nếu như thật sự giống như Tiêu Chính Văn đã nói, âm binh của Phù Kiên thật sự đánh vào núi Mã Vương gia thật sự không có thực lực để mà ngăn cản. Tôi không tin cậu dám san phẳng núi Mã Vương, chỉ cần núi Mã Vương bị hủy diệt, cả âm phủ đều sẽ không còn đứng về phía cậu nữa. Cậy thế đàn áp người khác, cậu vẫn muốn bắt âm phủ bán mạng cho cậu sao? Mã Vương gia hiểu rõ mục đích tới âm phủ lần này của Tiêu Chính Văn. Mặc dù dựa vào âm binh của âm phủ cũng đủ để tiêu diệt núi Mã Vương nhưng lúc núi Mã Vương bị san phẳng sẽ chính là ngày Tiêu Chính Văn đoạn tuyệt với âm phủ. Ngay cả chư thiên thần giới cũng hiểu rõ điều quan trọng hàng đầu để chinh phục vùng ngoài lãnh thổ là lòng người chứ không phải dùng vũ lực mạnh mẽ để đi ép buộc vùng ngoài lãnh thổ quy phục. Đánh vào tư tưởng chính là thượng sách, nếu như Tiêu Chính Văn muốn khiến cho thế lực các phương ở âm phủ tự nguyện thần phục thì động tới núi Mã Vương chính là điều tối kỵ. Những lời này của Mã Vương gia nói đúng vào chỗ đau của Tiêu Chính Văn, mục đích chuyến đi này của Tiêu Chính Văn chính là muốn thông qua thực lực của âm phủ để đối kháng với chư thiên thần giới. Chương 5045 thế nhưng ông ta vẫn quá coi thường Tiêu Chính Văn. Ông nói rất có lý, quả thực ai có được lòng người sẽ có được thiên hạ, thế nhưng nếu như ông đã muốn đứng ra đối địch với tôi giữ ông lại có tác dụng gì? Hơn nữa, đối đãi với những kẻ có ý định phản bội. Từ cổ chí kim chỉ có một phương pháp xử lý duy nhất là phanh thây. Đừng nói là tiêu diệt một núi Mã Vương nhỏ bé, dù có tiêu diệt cả âm tư, san phẳng thập điện thì cũng có làm sao. Chẳng qua chỉ là bên sứt càng bên gãy gọng mà thôi, ông quả thực có thực lực chuẩn thánh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một mình ông mà thôi, ông cho rằng dựa vào sức lực của bản thân mình là có đủ tư cách để chống đối lại tôi rồi hay sao? Còn ngây ra đó làm gì, giết cho tôi. Tiêu Chính Văn lên tiếng hạ lệnh. Cả bầu trời Tây Bắc đều bị mây đen che phủ, vô số âm binh cầm đao kiếm lao tới chỉ trong nháy mắt. Sát khí cuồng bạo khiến cho phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh dâng lên một màn xương trắng, ngay tức thì, sát khí đã bao trùm khắp cả âm phủ. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, núi Mã Vương căn bản chẳng có gì quan trọng, nhưng đối với Mã Vương gia mà nói thì đó chính là nền móng của ông ta. Thấy Tiêu Chính Văn đã thật sự nổi giận, thật sự muốn san phẳng núi Mã Vương. Mã Vương gia lúc này cũng hơi cuống lên, vội vàng tiến lên trước chắp tay lại Tiêu Chính Văn, đại đế bớt giận. Tôi đã biết sai rồi. Xin đại đế tha cho núi Mã Vương. Sự việc tới nước này rồi, cho dù ông ta không muốn cúi đầu cũng không được, thật sự để cho Tiêu Chính Văn san phẳng núi Mã Vương, vậy thì ông ta cũng mất đi nền móng của mình ở âm phủ. Giống như Tiêu Chính Văn đã nói, cảnh giới của ông ta có cao tới đâu. Thực lực có mạnh tới độ nào thì cũng chỉ có một mình mà thôi, sau khi mất đi nền móng của bản thân, ông ta giống như một cái cây không rễ, tất cả những gì thuộc về ông ta khi trước đều sẽ tan thành khói mây. Đừng nói là nhòm ngó tới vị trí đại đế, ngay cả tự bảo vệ bản thân e rằng cũng khó. Muốn cầu xin thì phải làm cho ra dáng vẻ đang cầu xin, quỳ xuống. Tiêu Chính Văn chỉ tay vào mặt đất phía trước mình, lạnh lùng nói. Cậu! Mã Vương gia nghiến răng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói, bảo tôi quỳ xuống trước mặt cậu cũng không phải không thể. Thế nhưng có một điều kiện tiền đề,
đó là đường đường chính chính đấu một trận với tôi. Kẻ giống như cậu, cậy thế ức hiếp người khác, trốn phía sau lưng Phù Kiên thì anh hùng cái nỗi gì? Tiêu Chính Văn nghe vậy thì bật cười lạnh lùng không thôi, nói, là tôi nghe nhầm hay là ông không có não? Ông từng thấy có quân vương nào đích thân chinh chiến chưa? Trong tay tôi nắm giữ hàng chục nghìn âm binh âm phủ, ông bảo tôi đấu với ông một trận. Chắc là ông vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Rõ ràng chỉ cần mở mồm là có thể tiêu diệt được ông, tại sao tôi lại phải đánh với ông cơ chứ? Ông cho rằng tôi không phải anh hùng thì tôi không phải nữa rồi sao? Lịch sử là do kẻ thắng viết nên, kẻ bại trận thậm chí ngay cả tư cách biện bạch còn chẳng có nốt. Chương 5046 cho dù đánh thắng ông thì cũng có làm sao? Có thể chứng minh được điều gì? Chứng minh tôi là U Minh Đại Đế sao? Xin lỗi nhé, không cần chứng minh, thái độ của Phù Kiên đã là minh chứng tốt nhất rồi. Hơn nữa, dựa vào ông mà cũng xứng hoài nghi thân phận của tôi hả? Hôm nay tôi cứ cậy thế đàn áp ông đấy, làm sao? Còn nữa, tôi có phải đại đế hay không cũng không phải do ông quyết định mà là do thập điện Diêm Vương và năm bộ âm tư của âm phủ quyết định. Ông có là cái thá gì? Giọng điệu của Tiêu Chính Văn cực kỳ bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, thế nhưng từng câu từng chữ đều đang trấn áp thế lực các phương ở âm phủ. Không cần sự công nhận của bất cứ ai, cũng không cần bất cứ ai phải chứng minh, đây mới là sự bá đạo thật sự. U Minh Đại Đế của năm xưa bá đạo tới độ nào? Sự bá đạo của Tiêu Chính Văn ngày hôm nay đã chứng minh rằng anh chính là U Minh Đại Đế. Mã Vương gia nhất thời bị Tiêu Chính Văn nói cho nghẹn họng. Ông ta quả thực đã từng chinh chiến cho âm phủ, hơn nữa còn lập được chiến công hiển hách, nhưng đáng tiếc là ông ta không thuộc vào thập điện cũng chẳng thuộc vào năm bộ âm tư. Âm phủ nể mặt ông ta chẳng qua là vì thực lực cá nhân và chiến tích khi trước của ông ta mà thôi. Thật sự xét tới thân phận, dù là thân phận của một quỷ tướng thì cũng cao hơn ông ta quá nhiều. Lời Tiêu Chính Văn nói cũng khiến cho ông ta hoàn toàn nhận ra rõ tình thế, vốn dĩ ông ta cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ tiểu bối vắt mũi chưa sạch, chẳng qua dựa vào sự dũng cảm nên mới có được ngày hôm nay. Chỉ cần ông ta dùng chút thủ đoạn là sẽ có thể dễ dàng bắt bí được Tiêu Chính Văn, thế nhưng hiện giờ xem ra còn lâu ông ta mới theo kịp bản lĩnh của đối phương. Mà tính cách và mưu lược của đối phương càng không thua kém bất cứ một nhân vật lớn nào, thậm chí có thể nói ngay cả ông ta cũng phải chịu lép vế trước mặt Tiêu Chính Văn. Kiểu người giống như Tiêu Chính Văn không phải là kẻ mà ông ta có thể dễ dàng toan tính. Đại đế, dù gì Mã Vương gia cũng có chút danh tiếng ở âm phủ, theo tôi thấy, hôm nay chi bằng đối xử khoan hồng với ông ta để xem biểu hiện sau này ra sao. Phù Kiên thấy cục diện trước mắt quá căng thẳng nên không nhịn được đã xin giúp Mã Vương gia. Sao thế, lẽ nào ông cũng có ý đồ mưu phản? Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn khiến cho Phù Kiên khẽ run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu giải thích, Phù Kiên không dám. Chỉ là dẫu sao thì ông ta cũng là thánh nhân, nếu như thánh nhân quỳ xuống trước mặt người bình thường thì e rằng sẽ phá vỡ cái gì? Trước khi làm thánh nhân thì ông ta cũng là con người. Nếu như đều là con người thì tại sao ông ta không thể quỳ xuống trước mặt tôi? Ông đang khinh thường tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng phản vấn. Thật ra cho dù là thánh nhân hay là người bình thường thì vốn dĩ đều ngang hàng cả. Cái gọi là ngụy tiên, chân tiên, chuẩn thánh, thánh nhân chẳng qua cũng chỉ là cách gọi của một số cảnh giới mà thôi, làm gì có thánh nhân thật sự. Chương 5047 giống như Khổng Khưu vẫn luôn tự phong làm thánh nhân, thế nhưng nhìn lại thì ông ta đã làm được gì rồi? Bán nước cầu vinh. Ăn cây táo rào cây sung, để có được một chức quan, thậm chí có thể bán đứng tổ quốc của mình là nước lỗ, nếu như ngay cả hạng người như vậy cũng có thể xưng làm thánh nhân, vậy thì bên dưới nào còn có kẻ ác nữa. E rằng so với loại người này thì thổ phỉ cướp giật vẫn còn lương thiện chán. Hơn nữa, chỉ cần là loài người, vậy thì sẽ không có sự phân chia cao thấp sang hèn, bởi vì ở trước mặt sinh mạng ai ai cũng đều bình đẳng, bất cứ ai cũng đều không thể chết đi sống lại. Bây giờ ông quỳ xuống, hoặc giờ tôi sẽ tiêu diệt cả núi Mã Vương luôn. Quyền lựa chọn ở chỗ ông chứ không ở chỗ tôi. Chỉ là sự kiên nhẫn của tôi cực kỳ có hạn, trong vòng 10 giây, ông không quỳ thì tôi sẽ giấy binh. Tiêu Chính Văn nói không chút do dự. Từ sự quả quyết trong mắt Tiêu Chính Văn, có thể nhìn ra được những lời này của anh tuyệt đối không phải chỉ nói suông thôi. Nếu như trong vòng 10 giây Mã Vương gia không quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn thì anh thật sự sẽ phát động binh lính tiến đánh núi Mã Vương.
Mã Vương gia hít sâu vào một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Đường đường là Mã Vương gia mà thật sự phải quỳ xuống ngay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Khi Mã Vương gia quỳ gối, xung quanh tĩnh lặng tới độ có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt với vẻ không dám tin. Bởi vì từ xưa tới nay có một truyền thuyết kể rằng, chỉ cần thánh nhân quỳ xuống trước mặt người bình thường thì người đó sẽ bị trời phạt, thậm chí còn bị thần lôi của trời đánh chết. Thế nhưng Mã Vương gia cứ thế quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, không những không bị trời phạt gì mà xung quanh ngược lại còn tĩnh lặng lạ kỳ. Chỉ có tiếng hô hấp của đám người đứng xem xung quanh và cả âm thanh ngựa đạp chân xuống mặt đất. Cũng có thể nói, cả trăm nghìn năm nay, tất cả mọi người đều bị một số kẻ có dụng tâm khác lừa gạt. Có thể nói, Tiêu Chính Văn không chỉ tỏ rõ thái độ của bản thân với cả vùng ngoài lãnh thổ mà còn chứng minh được một điểm cho mọi người thấy, đó chính là con người vốn dĩ không có phân chia cao thấp. Lời nói dối thánh nhân không thể quỳ trước mặt người bình thường cứ thế bại lộ. Người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh đang đờ đẫn nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt mình, trong đầu đã trở nên trống rỗng từ lâu. Dù thế nào hắn cũng không dám tin Mã Vương gia thân là thánh nhân lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn như thế. Không chỉ có hắn không dám tin mọi thứ là thật, ngay cả mấy người Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương cũng sững sờ tại chỗ. Dẫu sao danh tiếng của con người cũng cực kỳ quan trọng, cả đời Mã Vương gia chưa từng quỳ xuống trước mặt bất cứ ai. Cho dù là U Minh Đại Đế trước đây cũng không thể bắt ông ta quỳ xuống. Thế nhưng hôm nay, ông ta lại ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, đây là cảnh tượng khiến cho người ta quá đỗi kinh hoàng. Cho dù Tiêu Chính Văn cậy vào thế lực cường đại của âm phủ nên mới ép buộc được Mã Vương gia quy phục, thế nhưng điều này cũng nói lên rằng lòng can đảm và mưu lược của Tiêu Chính Văn hơn người. Chương 5048 đổi lại là bất cứ ai trong số Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương. Hoặc là bất cứ người nào trong số thập điện Diêm Vương đều không thể ép buộc được Mã Vương gia nghe theo. Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ nói có mấy câu đã khiến cho Mã Vương gia phải cúi đầu phục tùng. Trong mắt bọn họ, tất cả những chuyện này rõ ràng chẳng thể tin nổi. Mãi tới lúc này, Tiêu Chính Văn mới từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi bước về phía Mã Vương gia. Có lẽ trong lòng ông không phục, thật ra tôi chỉ khinh thường ra tay với ông mà thôi, nếu như tôi ra tay. E rằng ngay cả xác ông cũng chẳng còn. Ngay sau đó, ánh mắt của Tiêu Chính Văn nhìn về phía người mặc đồ đen bên cạnh, bình thản nói với Phù Kiên, kẻ phản nghịch thì phải xử lý thế nào? Giết không tha, Phù Kiên vô thức đáp lời. Vậy thì còn đợi gì nữa, giết đi. Cái gì? Phù Kiên khiếp sợ, ngay cả mấy người Sở Giang Vương cũng ngẩn ra, Tiêu Chính Văn muốn giết người đàn ông mặc đồ đen sao? Hắn là thân tín của Mã Vương gia đấy. Mã Vương gia đã làm theo lời Tiêu Chính Văn, quỳ xuống trước mặt mọi người, vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn giết người mặc đồ đen. Điều này chẳng phải muốn Mã Vương gia hoàn toàn mất mặt sao? Nhưng lúc này, Sở Giang Vương cũng thầm kinh hãi trước sự tàn ác của Tiêu Chính Văn. Đại đế, bất luận trước đây tôi đã làm gì, nhưng bây giờ tôi đã làm theo lời cậu, quỳ xuống trước mặt cậu rồi. Mã Vương gia nói lớn, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Sự bất mãn của ông ta đối với Tiêu Chính Văn đã lên đến cực điểm. Người mặc đồ đen là người hầu đã ở bên ông ta từ thời đại thần thoại, cũng là người mà ông ta tin tưởng nhất. Nếu ngay cả mạng sống của người mặc đồ đen mà ông ta cũng không bảo vệ nổi thì sau này ông ta còn mặt mũi nào gặp người khác. Ông là ông, hắn là hắn. Ông nghĩ ông quỳ thì có thể rửa sạch hết tội lỗi trước kia sao? Cho dù ông chết vạn lần thì cũng không đủ chuộc tội mưu phản đâu. Còn nữa, ông nghĩ người bên cạnh ông có thể tùy ý khiêu khích tôi sao? Hắn có tư cách đó hả? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hắn từng bất kính với cậu nhưng tội cũng không đáng chết. Mã Vương gia khàn giọng khẳng định. Tội không đáng chết ư? Đắc tội với bề trên, giết vua hại tướng, từ xưa đến nay còn có con đường khác để đi sao? Lẽ nào ngay từ đầu ông ta tính cậy già lên mặt, nghĩ rằng đôi ba lời của ông có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ thành không có gì. Chương 5049 ông đề cao bản thân mình quá rồi, cũng quá xem thường âm phủ và đại đế như tôi. Âm phủ không có ông thì cũng sẽ có ngàn vạn Trương Vương gia, Lý Vương gia. So với toàn bộ âm phủ, ông chỉ là một hạt cát, thậm chí còn chẳng bằng một hạt cát. Ở trước mặt tôi, ông chẳng là gì cả, bây giờ là vậy, sau này lại càng không.
Ra tay đi, Tiêu Chính Văn phất tay với Phù Kiên cuối cùng đã ra tay. Chỉ thấy một sợi xích màu đen phóng về phía người mặc đồ đen, cho dù hắn đã dùng hết sức để giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sợi xích. Không lâu sau, trên người người mặc đồ đen đã bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. A, vương gia, cứu tôi với. Lúc này hắn đâu còn kiêu ngạo như trước. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt thân thể hắn, từ sâu trong linh hồn hắn chuyển đến cơn đau thấu xương. Người áo đen kêu gào thảm thiết khiến da đầu mọi người tê dại, nhưng tiếng cầu xin của hắn không có tác dụng gì. Một lúc sau, người mặc đồ đen đã hóa thành tro tàn. Nhớ cho kỹ, bất kể ông có mục đích gì thì cũng đừng bao giờ khiêu khích tôi, nếu không ông sẽ không gánh chịu nổi hậu quả đâu. Kết cục của hắn là bài học cho ông. Nếu còn có lần sau, không chỉ ông mà cả núi Mã Vương đều sẽ bị ngọn lửa địa ngục này thiêu đốt đến chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cảnh cáo. Cùng lúc đó, bà Nguyên áp giải một người đàn ông bị trói đến âm phủ, người đàn ông này chính là Elon. Lúc này, trong nhà họ Trần ở vùng ngoài lãnh thổ, Trần Phong vội vàng tiến vào hỏi thăm tin tức từ hộ vệ nhà họ Trần, nghe ngóng được tung tích của Tiêu Chính Văn chưa? Không chỉ nhà họ Trần tìm kiếm tung tích của Tiêu Chính Văn, mà cả Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng đang tìm kiếm. Mặc dù đã chịu thiệt ở âm phủ, nhưng hắn không thể trốn cả đời ở âm phủ, một ngày nào đó, Tiêu Chính Văn sẽ trở về vùng ngoài lãnh thổ. Trải qua một thời gian tu dưỡng, vết thương của bọn họ đã khỏi hẳn, cảnh giới cũng được nâng cao. Chỉ cần không ở âm phủ thì bọn họ sẽ không bị áp chế quá nhiều, Tiêu Chính Văn cũng không thể thoát khỏi bọn họ. Có kết quả chưa? Hồng Ấn ngồi khoanh chân, liếc nhìn mọi người. Trong khoảng thời gian qua, 10 vị cao thủ của chư thiên thần giới đã đến vùng ngoài lãnh thổ, giúp đỡ ông ta rất nhiều, mặc dù giữa bọn họ có thù từ lâu, nhưng vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa hoàn toàn bình định. Trước khi tìm được di tích Long tộc, bọn họ đương nhiên sẽ cùng nhau đối đầu với bên ngoài, hơn nữa, Hồng Ấn lúc này cũng thần bí hơn trước rất nhiều. Vả lại, ông ta dường như đang cố tình che giấu khí tức của mình. Không lâu sau, Dạ Ma Thiên vội vàng chạy tới. Nghe ngóng được rồi, lối vào âm phủ đã đóng chặt rồi. Dạ Ma Thiên nói đến đây liền nhíu mày. Đóng cửa rồi sao? Hồng Ấn cũng nhíu mày. Khi bọn họ bước vào âm phủ, ở cổng không có ai bảo vệ, gần như mở cửa cho cả vùng ngoài lãnh thổ. Chương 5050 lối vào âm phủ đột nhiên đóng lại, chứng tỏ phía âm phủ đã xảy ra chuyện lớn. Hoặc là chuyện này không như chúng ta tưởng tượng. Dạ Ma Thiên nói tiếp. Ồ, ông có cao kiến gì không? Hồng Ấn cau mày hỏi. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã đạt được một số thỏa thuận với âm phủ, nhưng giữa bọn họ vẫn có mối thù sâu đậm. Theo như tôi biết, Tiêu Chính Văn đã giết con gái của Tả Bạch Đào. Hơn nữa, lần trước Tiêu Chính Văn gây chuyện ở âm phủ, đã giết Sở Giang Vương, cho dù ông ta trường sinh bất tử thì cũng có thể dễ dàng bỏ qua mối thù này sao? Cho nên, tôi nghĩ lần này âm phủ đóng cửa là muốn bắt ba ba trong hũ, nhân cơ hội giết chết Tiêu Chính Văn. Dạ Ma Thiên nghiêm túc nói. Mặc dù ông nói cũng có lý, nhưng dựa trên những gì tôi biết về Tiêu Chính Văn, cậu ta sẽ không đặt bản thân vào thế nguy hiểm. Mặc dù Hồng Ấn cũng hy vọng giống như Dạ Ma Thiên nói, nhưng ông ta quá hiểu phong cách xử lý mọi việc của Tiêu Chính Văn, bất kể tình huống bất ngờ thế nào, dường như đều không thể thoát khỏi mắt của Tiêu Chính Văn. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Tiêu Chính Văn hầu như đều có cách giải quyết. Hắn có thể bình an quay về hay không còn quan trọng sao? Cả vùng ngoài lãnh thổ đã bị chúng ta thu phục, một mình hắn có thể đảo ngược tình thế sao? Dạ Ma Thiên chế nhạo. Hiện nay gần như toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều đã thuộc về chư thiên thần giới, các thế lực đều cúi đầu trước bọn họ. Mà Thiên Vương Các cũng lợi dụng lúc vùng ngoài lãnh thổ hỗn loạn, tạo thế cục đối đầu với Thiên Đạo Minh Ước. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng không thể quản chuyện của chư thiên thần giới, còn ai có thể động vào bọn họ đây? Đám người Bạch Khởi còn bị đại quân của chư thiên thần giới kéo đến chiến trường vùng ngoài vũ trụ, không thể phân thân trở về cứu viện cho vùng ngoài lãnh thổ. Những nhân vật đời trước đều lựa chọn bảo vệ tính mạng của mình, quy phục trước chư thiên thần giới, hiện nay, chỉ còn Diện Thần Long ở Đế Khư là chưa bị chinh phục. Nhưng phía Điện Thần Long cũng không hoàn toàn sóng yên biển lặng. Trong thời gian gần đây cũng bắt đầu nổi sóng ngầm. Theo tình hình hiện giờ, cho dù thần vương Đế Tuấn sống lại thì cũng phải cam chịu số mệnh. Tiêu Chính Văn đã đến âm phủ hơn một tháng,
Trong khoảng thời gian này, chư thiên thần giới đã làm được quá nhiều việc. Chúng ta nên tìm cách thăm dò giới thế tục, tôi nghe nói di tích thần long ở Hoa Quốc. Dạ Ma Thiên trầm giọng nói. Còn một chuyện nữa, bất kỳ ai trong số chúng ta đều phải trải qua bài kiểm tra của hành lang thời không, mới có thể đột phá xiềng xích. Hồng Ấn khẽ lắc đầu nói. Hành lang thời không là con đường tu hành mà bất kỳ ai trong chư thiên thần giới đều phải đi qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.